bốn cho đi. Xanh lá hả chị? Bên em có một xanh lá, một xanh coban vậy thôi à. Một xanh lá, một xanh coban. Rồi ok, gửi cái này bút giúp em đi. Dạ. Xanh lá là xanh dây chai. Thì bà kêu xanh ngọt mà giờ chỉ có hai màu xanh của ba với xanh này, bà không biết cái đầu lấy màu nào. Em có nói xanh dây chai là xanh đó đó. Hello, hello mấy chị đẹp. Bạn bỏ có ghé bạn không? Hả? Nó đuổi người ta về hả?
nói mấy chị ra bưu điện hoặc đâu đóng gửi lên đi mình giữ hàng mấy chị đó lại. Vậy cho đi cái đi là thâu cái kia. Để mình nhà phải nhận được hàng, mình kiểm tra hàng mình mới ấy được chứ trừ khơi khơi đâu được. Có gì? Hết rồi đó, có nhiêu đóng lên cho mày hết rồi đó. Hello, hello mấy chị đẹp của em. Hello chị Từ Thị Loan. Trời, bữa nay về đầm đẹp lắm luôn á chị Loan. Bữa nay về đầm mới đẹp lắm chị. Kết đá đồ dạ hội dài đồ sang cực kỳ sang luôn, body nữa. Có ví nam không Hoa? Dạ có đó chị Xuyên ơi, ví nam có ngay chị đẹp. Giá của nó là 250.000 đồng một cái á chị. Em có màu đen và em có màu nâu. Đó chị lấy màu nào chị comment lên giúp em đi, em chốt cho mình nha chị đẹp ơi chị đẹp. Ví nam da cá sấu bảo hành cho mấy chị đẹp yêu xài vĩnh viễn, xài suốt đời luôn. Giá 250.000. Có bị hư dây kéo, bị bung xúc chỉ gửi là em qua làm hoàn toàn miễn phí cho mấy chị. Bữa chị Hà Bản cũng mua ví nam. Chị về tay chị Thanh cũng mua ví nam tặng cho ông xã của mấy chị đẹp. Mấy chị mua dây nịch nữa. Đó, chị Xuyên có lấy không? Em chốt cho chị Xuyên luôn. Mấy chị ơi, mấy chị mình đang xem livestream. Cho em xin mỗi người một cái chấm với mấy chị đẹp để em thấy được mấy chị nha. Mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu. Để em thấy được mấy chị đẹp của em nha mấy chị. Chấm chấm bài viết nhiều nhiều lên giúp em với mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu để em thấy được mấy chị yêu nè. Bữa nay hàng mới về rất rất là nhiều luôn mấy chị. Bữa nay về dạ hội, về body. Nó nằm ở đây chị xem. Dạ ok chị Loan yêu. Hello chị Thúc Hoa Dương. Hello chị Mai Thị Bạch Tuyết. Hello chị Phương Trang. Đầu cá sấu ok, màu đen hay màu nâu để em chùa cho. Có đủ thứ luôn. Đây lên ví cho chị đẹp xem nè. Màu nâu đầu cá sấu ok. Rồi đầu cá sấu nâu cho chị đẹp. À, thuốc trị khớp uống ngày mấy viên em ơi? Dạ thuốc trị khớp uống cho em mỗi một ngày là hai lần chị, mỗi một lần là một viên cái chị Thiết Kê ơi. Buổi sáng một viên, buổi chiều một viên, ăn no rồi uống giùm em nha chị đẹp. Đây lên ví cá sấu cho mấy chị đẹp yêu. Giá của nó là 250.000 đồng một cái mấy chị.
Ở trầu ô ví này mấy chị đi với lại nguyên một bộ cung bờ lê của mấy chị đẹp nữa là ok luôn. Đây ví cá sấu nè mấy chị, ví cá sấu đầu đó, đầu cá sấu là em có màu đen và em có màu nâu cho mấy chị đẹp, mà màu nâu ở đây là em hết đầu, nhưng mà để em về em đang đặt nó đang là làm ra tiếp tục cho em. Đây màu nâu ở đây bây giờ em có mình cho mấy chị đẹp nữa này, đó mình cá sấu nè, đó mình đen cá sấu nữa nè, đó đẹp ghê chưa mấy chị, đó quá đẹp xuất sắc luôn. Alo. Mời chị ơi, cái hàng này mình có hàng không chị? Cho khách kiểm tra hàng mà anh. Chứ bên anh cái trên nó có để cho xem hàng không vậy anh? Nó không để hả? Anh giao hàng bên nào ạ? Ở giao hàng tiết kiệm từ nào vậy? Tôi ấy là có giao hàng, có cho khách kiểm tra hàng xem hàng, không nhận hàng thâu 30.000 tiền ship bình thường mà. Cáp có để không anh, để em phản hồi bên cái công bên giao hàng tiết kiệm đây. Rồi để em phản hồi nó. Dạ. Ê áp bên giao hàng tiết kiệm sao nó không cho khách kiểm tra hàng vậy Mai? Cái áp mặc định bình thường có mà. Alo. Dạ còn chị, dạ. Giá của nó 40.000 đồng một hộp á, mình lấy mấy hộp chị? Vậy là chị lấy nguyên một lóc đi, một lóc 12 hộp, em tính tiền mình 11 hộp thôi, 440.000 được, em phi ship luôn. Ôi vậy lộn shop rồi chị, không phải của bên em đâu chị ơi. Bên em bán từ nào giờ là giá 440.000 chị, dạ. Chị mới nhận đồ rồi. Chị đặt túi đen sao đưa túi nâu vậy hoa. Ủa chị Võ Nhã đặt cái nào ta, túi đen sao đưa túi nâu là sao trời. Túi nào ơi chị Võ Nhã yêu ơi, chị Võ Nhã yêu túi nào ơi chị đẹp. Mấy chị ơi tại biết sao không, thường mấy cái túi em lên đó là em có lên mã số cho mấy chị đẹp hết trơn luôn á. Thí dụ mấy chị lấy mã số nào là em chốt mã số đó cho mấy chị đẹp á. Đó. Thì em có ghi mã số, em có đọc mã số là mấy chị lấy mã số nào là em chốt cái đó đó. Nói chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu, chị coi giùm em cái mã số em ghi ở trên cái bọc giống cái mã số chị lấy không. Tại vì với lại mấy chị biết sao, nhiều khi vô mạng, mấy chị vô mạng lúc này nó mưa bão nó bị yếu á, thí dụ như mạng bên mấy chị nó đi hơi chậm bên em, thí dụ như em like cái mẫu đó xong cái em qua rồi cái lát nó mới lên đó, một lát cái bên mấy chị mới thấy, mấy chị mới comment cái mã số đó, ai giờ đâu là nó đã qua đó mấy chị, nó đã qua mẫu á. Cái chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu, chứ thường bóp với lại đậm á là em hay lên cho mấy chị đẹp, là em lên có mã số lắm. Để chi, để em chốt hàng cho mấy chị đẹp là nó không có bị lầm đó, nó không có bị lộn cho mấy chị đẹp. Dạ cảm ơn chị thiết kế, cảm ơn chị. Rồi đây nha mấy chị, đó mấy chị thấy không, em nói thật mà thuốc khớp bên em bán cho mấy chị đẹp là chỉ một giá thôi, lấy bao nhiêu cũng một giá duy nhất đó. Nhiều khi mấy chị biết sao, nhiều khi á người ta coi ở đâu á, người ta mua giá, ta thấy bán giá có 200 mấy gì đó, người ta nói em bán giá đó, em nó không có, bên em từ nào bán có một giá một duy nhất, còn giá đó là không phải bên em bán mấy chị đó. Tại vì mấy chị biết sao, người ta chạy quảng cáo rồi mấy chị, nó chạy quảng cáo mấy chị, em nói thật cái nó bán hàng nhiều khi bao không bao giờ mà mấy chị kiếm được. Ê mà không bỏ vô cái cây luôn đi sao ạ. Đợi màu xanh nào, bóc ra đã. Rồi đây nha mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu, bóp cá sấu nam giá của nó là 250.000 đồng một cái nha mấy chị. Em bảo hành cho mấy chị đẹp yêu xài vĩnh viễn, xài suốt đời luôn. Đó, có bị hư dây kéo, bị bung suốt chỉ, gửi là em qua làm hoàn toàn miễn phí cho mấy chị đẹp. Rồi em qua cho mấy chị đẹp. Chị Võ Nhã ơi, bóp của mình bao nhiêu tiền nha chị đẹp yêu, với chị đẹp yêu. Bóp của chị đẹp bao nhiêu tiền nha chị.
Hello chị Hoàng Thị Thu Hà, hello chị đẹp. Nè, điện thoại bên ông nè, em coi gì. Có gì bấm cho em gửi qua cho ông mai. Hello chị Hoàng Thị Thu Hà, hello chị đẹp yêu. Chị Võ Nhã ơi, vậy là chị hỏi em bóp Quảng Châu hay chị Võ Nhã đúng không chị? Đúng không chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Thì đọc mã nhận đơn, đưa cái cây đó body đó vô coi. Có body xe bốt không? Rồi em lên đầm body cho chị đẹp yêu mới về đẹp đó. Mẫu body mới về này chị, rồi lấy size nhỏ của em vô em mặc đi. Size 4 miếng L. 70 kg, 6 mấy 70 kg, em 90 mấy chị mặc cho em ok. Quá trời đẹp mà quá trời sang luôn mẫu khác. Ừ nó đó, nó sọc nhà em rồi đó. Lấy cái này ra. Cái này khác rồi nè. Còn đây một nữa ngoài đó không? Về 2 3 4 gì một đó ba. Thì một ở nhà có cho nên không có về một. Mẫu này đẹp lắm luôn nè chị Loan yêu ơi, chị Loan yêu. Mẫu này mặc lên rất rất là sang luôn á chị. Ôi chị Đặng Phước ơi, nhân viên em điện thoại chốt hàng cho chị đẹp, chị không nghe máy. Chị Đặng Phước yêu ơi, chị Đặng Phước yêu. Nhân viên em điện thoại chốt hàng cho chị đẹp không nghe máy á chị. Đây eo 90 luôn này chị Loan. Eo 90 chị Từ Thị Loan là mặc ok luôn này chị đẹp. Đó, mẫu body đẹp lắm luôn á chị, em bao sang mà em bao đẹp luôn, giá chỉ có 320 ngàn đồng một cái này chị Loan. Đó, đẹp xuất sắc luôn, không đẹp không sang là không lấy tiền luôn này chị đẹp. Có size to cho mấy chị đẹp yêu 70 kg, đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc vừa. Chị mới nhận được đầm đen nè, đẹp lắm Hoa ơi. Dạ em cảm ơn chị đẹp yêu. Đi lên vài cái bóp hoài, chưa lượng thêm hai cái nữa ok rồi lên bóp nè. Trời ơi giờ ta lên nè, rồi lụa nghe để mất công rồi cái em like cái không thấy chị đẹp. Em like cái không thấy chị đẹp đâu hết trơn. Em mới làm về xem không kịp. Ok rồi đây lên bóp nè. Rồi đây lên bóp cho chịu. Lên bóp. Cái này sao gì vậy? Xe 2 nè, chị sống để vô xe 2. Đâm body này đẹp lắm nè chị. Rồi để em lên bóp cho mấy chịu. Lên bóp Quảng Châu vậy. Lên bóp nhỏ Quảng Châu. Không đi dùm tôi cái kìm cắt da cái gì. Không dục cho đại hết đi, tôi lai lộn sợ. Ngày hôm qua ông hôm mai chốt bóp gì ta mà là chốt lộn. Ta nói lấy cái gì mà chốt cho anh ta cái lộn cái bớt. Chỉ cần trong cái nhân gian có để chuyển về comment gì thôi, có mình lộn chưa lộn. Rồi đầm em đang mặc nha chị. Đầm em đang mặc có size cho mấy chị đẹp 70 kg luôn, giá chỉ có 320 ngàn thôi chị. Mẫu này mặc lên rất rất là sang luôn nè chị Long. Đó, mặc lên mà không đẹp không sang là không lấy tiền. Em bao đẹp mẹ em bao xinh luôn chị. Giá chỉ có 320 ngàn đồng một cái thôi. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn chị đẹp. À, bộ tím bậy chị ơi. Con mannequin đang mặc cái đầm tím đó hả chị đẹp, giá của nó là 300 ngàn đồng một cái nha chị Tường Vi. Em có đủ size cho mấy chị đẹp yêu.
từ 45kg tới 75kg luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Cứ gửi đi, tại máy sạc pin. Chị Đặng Phước với chị mà không nghe là shipper nó điện thoại cho chị đẹp, chị không nghe là nó hoàn về cho em, cho nên chị phải nghe máy giùm em. Chị không nghe máy là shipper nó đâu có phát hàng được cho chị đẹp đâu. Đó, nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu, chị không nghe máy shipper nó không có phát hàng cho chị yêu được. Đầm em đang mặc em có size to cho mấy chị đẹp yêu, từ 45kg tới 75kg luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Giá của nó chỉ có là 320.000 đồng một cái mấy chị. Em đang mặc em có đủ màu và em có đủ size cho mấy chị đẹp luôn, từ 45kg tới 70kg cho em mặc. Ok, giá 320.000. Hàng em đang mặc hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp luôn mấy chị, có đủ màu luôn nè. Em có đủ màu cho mấy chị đẹp. Dạ ok chị Đặng Phước, ok chị đẹp yêu. Bữa hổm chị Đặng Phước đặt hàng gì quên mất tiêu rồi. Đây hàng của chị Đặng Phước ở đây, mai coi điện thoại lại cho chị Đặng Phước chốt hàng đi cho chị mai. Đầm đỏ 450k đính đá còn không chịu, 450.000 đầm nào trời. Em 90, đầm nào vậy? Hết hết, đầm 450 em hết rồi chị. Đầm 450 em hết, chị Thanh My Trần cái đầm em đang mặc. Chị Thanh My Trần mặc đẹp nè. Giá có 320.000 mặc lên sang cực kỳ luôn, em nói thiệt á. Không đẹp không sang là không mấy tiền không. 450 mới size to của chị đẹp rồi. Màu đỏ 450. Màu đỏ có size 3 không? Ê, giấy của chị Đặng Phước ở ngoài. Alo, đó còn không mày? Alo. Rồi đem lên cho chị đẹp yêu bóp nè chị. Bóp giá của nó là 250.000. Hàng của Quảng Châu cực kỳ đẹp. Chị thích mấy cái sọc caro này đúng không chị? Không biết còn gì nữa, quên rồi. Ok chị Đặng Phước. Ok rồi, để cho nhân viên em điện thoại lại cho chị đẹp. Điện thoại lại chị Đặng Phước nha mày. Rồi lấy ví em đang cầm không, men lên giúp em lấy ví số 1 giùm em. Ví số 1 giá của nó là 250.000 đồng một cái nha chị. Đó, dễ thương đẹp xuất sắc luôn. Hàng em đang cầm, hàng này là hàng của Quảng Châu. Đó, hàng này là hàng của Quảng Châu nha mấy chị. Dễ thương mà cực kỳ xinh luôn nè. Đó, không đẹp không xinh là không lấy tiền. Chị Phương Trần Ngọc Phương, dạ mình thuốc nào hả chị Phương ơi? Thuốc khớp hay thuốc bao tử hay thuốc gì chị? Hay thuốc ho, thuốc gì nè? Chị nhận được thuốc giảm mỡ rồi, tối uống 3 viên phải không em? Dạ 3 ngày đầu tiên uống cho em 2 viên thôi. 3 ngày đầu tiên chị uống cho em là 2 viên thôi, còn ngày thứ tư trở lên uống cho em mỗi 1 ngày là 3 viên. Nghe chị đẹp. Nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi lấy ví em đang cầm khờ, men lên giúp em lấy ví số 1. Thuốc khớp uống cho em buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên, ăn no thả uống giùm em nghe chị đẹp. Thuốc khớp là uống cho em buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên, ăn no thả uống giùm em nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Đầm đen 550, hôm qua còn size 2 không? Đầm đen 550 mẫu nào vậy? Còn đầm đen 550 size 2 còn á chị Ly Sa Phương ơi. Rồi lấy ví em đang cầm khờ, men lên giúp em lấy ví số 1 giùm em nghe chị đẹp. Ví số 1, ví số 1 giá của nó là 250.000 đồng một cái, quá đẹp quá sang luôn. Cái giấy chỉ cần ghi cái mã số 1, 2, 3 thôi, khỏi ghi nhiều. Tại vì mình bán có bằng giá. Rồi đây đầm ngày hôm qua chị hỏi em đây, đầm size 2 550 cho chị đẹp. Phải hỏi mẫu này không chị Ly Sa Phương yêu ơi, chị Ly Sa Phương yêu, trời cái mẫu này đẹp chị. Mẫu này quá đẹp xuất sắc luôn. Cho coi được không? Đây, lên liền cho chị đẹp yêu liền. Một cái vuông tay đâu vậy? Xài mốt để đây nè. Tôi bóc tôi lấy cho dễ. Đây mẫu này đúng không chị đẹp ơi chị đẹp?
đó, size 2XL cho chị đẹp luôn. Cầu sang lắm, mẫu này thấy gì chứ mặc lên là hơi bị đẹp đó, không đẹp không sang là không lấy tiền luôn. Dễ thương cực kỳ, xinh lung linh luôn chị. Có túi nam không? Có túi nam hả chị? Ví nam bỏ túi hay là ví nam đeo vậy chị đẹp ơi? Chị đẹp, ví nam bỏ túi hay là ví nam đeo? Chị Nguyễn Du ơi, túi ví nam mà bỏ túi làm có nghe chị, giá 250 cái, hàng da cá sấu thật 100% bảo hành vĩnh viễn cho mấy chị luôn đó. Để mua hàng da thiệt xài cho nó sướng, em bảo hành vĩnh viễn. Có bị hư dây kéo, bị bung suốt, chị gửi là em làm hoàn toàn miễn phí cho mấy chị đẹp nha mấy chị. Giá 250.000 đồng một cái ví nam. Đây mẫu này đúng không chị Lisa Phương yêu ơi? Chị Lisa Phương yêu, giá của nó là 550 một cái chị. Tay phối lưới nè, quá đẹp mà quá sang luôn đó, cực kỳ xinh lung linh luôn mấy chị. Không đẹp không xinh là không lấy tiền. Còn ghi lại đi, mình nhớ đi. Mẫu ở lưới, lưới ở ngực, mẫu lưới ở ngực 550. Lưới ở ngực 550. Lưới ở ngực giá 450 nha chị. Cái mẫu lưới ở ngực giá 450. Còn size 2 không? Mẫu này size 2 là em còn màu đỏ cho chị đẹp, phải chị hỏi mẫu này không chị? Mẫu có lưới ở ngực này là giá chỉ có 450 nha chị đẹp ơi, chị đẹp. Đó phải mẫu body lưới nè chị. Mẫu có lưới ở ngay ngực là giá chỉ có 450 thôi, còn cái mẫu nãy em lên là mới 550. Đó, quá đẹp xinh lung linh luôn. Hello chị Phượng Thị, hello chị. Rồi em qua luôn nha chị. Mẫu này em chỉ còn có màu đỏ. Mẫu này em chỉ có màu đỏ size 2. Còn size 1 em còn đen. Túi quần có vải đeo là sao? Túi quần có vải đeo là gì? À, mẫu đen xè không còn chị. Mẫu đen xè em hết này. Mẫu đen xè em hết nha chị đẹp. Ví nam là em chỉ có ví nam bỏ túi cho mấy chị đẹp thôi. Đây ví nam em chỉ có mẫu này thôi. Bóp nam á. Đây. Bóp nam cho mấy chị đẹp nè. Đó. Màu nâu, màu sikula và màu đen. Cái này là mình cá sấu cho mấy chị đẹp. Và đầu cá sấu luôn. Đó, và đầu cá sấu giá của nó là 250 cái. Bóp nam là em chỉ có bóp này cho mấy chị đẹp thôi. Đó, ví nam bỏ túi em chỉ có bóp này nha chị. Giá của nó là 250 cái, bảo hành vĩnh viễn suốt đời. Có bị hư dây kéo, bị bung suốt, chỉ gửi lại làm hoàn toàn miễn phí cho mấy chị đẹp. Rồi em qua cho mấy chị đẹp. Hello chị Phượng Thị, hello mấy chị của em. Rồi bắt đầu lên tiếp tục cho mấy chị. Em lên giỏ sách hàng Quảng Châu. Chị gì ta, chị gì kêu like giỏ sách Quảng Châu. Còn trên like không chị? Chị còn trên like không chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi đầm em đang mặc, em có size cho mấy chị đẹp yêu là từ 50kg đến 70kg luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Giá của nó chị có là 320.000 đồng một cái. Vải em đang mặc vải này là vải thun. Vải em đang mặc vải này là vải thun nha mấy chị. Rất là đẹp mà rất là sang luôn. Đó, không đẹp không sang là không lấy tiền. Rất là dễ thương mấy chị. Đó, em đang mặc giá của nó là 320.000 đồng một cái đầm body em đang mặc. Hôm qua thấy túi xách giá 1.2 triệu rộng đẹp à, làm hỏm đặt trước 1 triệu. Nhỏ tiếc quá quá ơi. Dạ đúng rồi chị. Tại vì size 1 triệu nó sẽ nhỏ hơn, size 1.2 triệu nó sẽ lớn hơn một tí nha chị.
đó, cho nên bởi vậy cho nên là em bán hàng em sẽ làm theo nhu cầu của mấy chị, mà thí dụ mấy chị thích size lớn hơn em làm lớn hơn cho em xin size, đó là em sẽ làm theo nhu cầu của mấy chị đẹp đó. Có làm dạ hội không? Có. Ủa dạ hội con mannequin đâu mà chị Phượng Thị mặt đẹp lắm luôn á. Hà nói hà em đặt tại xưởng không qua trung gian cho mấy chị đẹp, bán cho mấy chị với giá chỉ có 300.000 đồng một cái, bao rẻ luôn, từ 45kg tới 75kg cho em luôn mặt vừa. Em có 6 màu luôn á chị Phượng Thị ơi, em có 6 màu luôn á chị đẹp, màu vàng, màu đỡ đô, màu tím cà mannequin đang mặc và màu tím than và màu xanh đen và màu đen. Em có 6 màu size của chị đẹp, từ 45kg tới 75kg luôn mấy chị sẽ mặc vừa, 45kg tới 75kg luôn mấy chị sẽ mặc ok. Rồi đây bí sọc bây giờ em còn ít lắm nha chị Mỹ Duyên, em còn có vài cái thôi nè chị. Đó rồi đây lên cho chị đẹp yêu nè, bí sọc caro em còn chỉ có vài cái thôi, giá chỉ có 250.000 đồng một cái, em bao đẹp cho mấy chị luôn, hàng xịn cao cấp của Quảng Châu. Rồi chị nào lấy cái ví em đang đeo khờ men lên giúp em, ví số 2 giùm em. Chị nào lấy ví em đang cầm khờ men lên giúp em là lấy số 2 giùm em. Mẫu này có dây đeo bên trong cho mấy chị đẹp luôn, đó dây đeo vai và dây đeo chéo luôn, giá chỉ 250.000 đồng một cái, giỏ sách hàng cao cấp của Quảng Châu luôn mấy chị, quá đẹp xuất sắc. Rồi chị nào lấy em đang cầm khờ men lên giúp em là lấy số 2 giùm em. Chị nào lấy bóp em đang cầm khờ men lên giúp em là lấy mẫu số 2 giùm em, giá của nó là 250.000 đồng một cái nha chị. Số 2 mẫu này được không chị Mỹ Duyên ơi? Mẫu này được không chị Mỹ Duyên? Mẫu này làm còn mấy cái hay màu khác nhau thôi này, chứ em hết mẫu luôn rồi. Nghe chị đẹp. Đó, mẫu này là mẫu số 2 giùm em, giá của nó chị có là 250.000 đồng một cái. Dạ đầm em đang mặc vải thun, hàng thiết kế cao cấp bao đẹp luôn chị. Giá chỉ có 320.000 đồng một cái, bao rẻ cho mấy chị luôn. Em có size to cho mấy chị đẹp 70kg đổ lại luôn, mấy chị sẽ mặc vừa, từ 45kg tới 70kg đổ lại cho em mặc ok, từ size 1 tới size 4 mấy chị. Em đang mặc là từ size 1 tới size 4 cho mấy chị đẹp, giá chị có là 320.000 đồng một cái đầm em đang mặc. Chị Phụng Dương ơi, mình bao nhiêu ký chị? Chị cho em xin số ký chiều cao nghe chị Phụng Dương yêu ơi, chị Phụng Dương yêu. Rồi đây lên tiếp tục cho chị yêu nè. Rồi lấy cái đen em đang cầm khờ men lên giúp em là mẫu số 3 giùm em. Mẫu số 3 giùm em nha mấy chị đẹp, mẫu số 3. Số 3 giùm em. Trời ơi mấy chị đeo cái bóp nè, mấy chị đi đám cưới đi tiệc rồi cho em nè. Đó sang ghê chưa, quá trời sang mà quá trời đẹp luôn. Giá chỉ có 250 một cái, ví em đang đeo cho mấy chị đẹp. Không đẹp không sang là không có tiền. Rồi chị nào lấy cái ví em đang cầm khờ men lên giúp em mã số 3 giùm em. Hàng xịn cao cấp của Quảng Châu, giá chỉ có 250.000 đồng một cái thôi mấy chị, da là khỏi chơi luôn, em bao đẹp. Đó. Chị nào lấy em đang cầm khờ men lên giúp em số 3 giùm em, thun gì vậy? Thun đẹp, hàng xịn cao cấp bao đẹp cho chị. Nhận hàng kiểm tra hàng xấu trả lại cho em. Nghe chị, em cũng biết thun gì nữa nhưng mà thun em là bao đẹp cho chị đẹp. Thun nhà em mà xấu là không có thun nào bán cho mấy chị đẹp luôn. Đầm này người ta bán mấy chị giá 460.000 đồng một cái. Rồi chị nào lấy cái đen đó khờ men lên giúp em lấy số 3 giùm em nha mấy chị đẹp. Rồi lên tiếp cho chị nè. Em bán hàng cho mấy chị kiểm tra hàng mà. Đó cho nên mấy chị yên tâm. Hàng xấu cứ trả lại cho em, còn nhớ hàng đẹp quảng cáo giúp giùm cho em nha mấy chị. Mua hàng chỗ nào mà người ta không cho mình kiểm tra hàng á thì mình sợ bị lừa đảo mấy chị. Đó còn hàng chỗ nào mà người ta đã cho mình kiểm tra hàng là bắt cú chắc cú với mấy chị, shop đó không bao giờ bán hàng lừa đảo được. Tại vì nếu lừa đảo cho mấy chị kiểm tra hàng mấy chị đâu có chịu nhận hàng. Đúng không mấy chị? Rồi chị nào lấy em đang cầm khờ men lên giúp em mã số 4 giùm em. Hoa chị nhận được 3 đầm rồi. Đầm cam đất đúng sai chị mặc vừa. Còn 2 đầm kim tuyến và đầm bon eo có 80. Chị mặc không vừa. Chị Mỹ Nguyên Phạm ok rồi, ra bưu điện hoặc chỗ nào đóng gửi lên lại giùm em. Nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Nghe chị đẹp. Hoặc là mua mốt chị mua hàng á, chị mới chắc cú nữa, khi nhân viên em chốt hàng chị kêu nó đo lại cho chị đẹp xem giùm em. Nghe chị đẹp. Đó tại vì nhiều khi mấy chị biết sao, nhiều khi hàng thứ nhất là không phải là tụi em chốt lộn cho mấy chị đẹp. Mấy chị biết sao, nhiều khi nó đóng mặt lộn. Thí dụ như em đang mặc size 1 nè,
đó, làm eo với chị đẹp eo 80 mấy, làm sao chốt size 2. Nhiều khi cái size 2 đó, nhiều khi nó gắn cái mạc lộn với chị, nó gắn cái size lộn đó. Màu đỏ đậu không có ngay chị đẹp, bên em không có màu đỏ đậu cho mình. Chị bao nhiêu ký chị cho em xin số ký chiều cao, bên em chỉ có đỏ đô ngay chị, bên em chỉ có đỏ đô cho chị đẹp thôi. Đầm em đang mặc giá của nó là 320.000 đồng một cái ngay chị Bảy Sang Yêu ơi, chị Bảy Sang Yêu, chị Mỹ Nguyên Phạm ơi, cứ ra bưu điện đóng gửi lên lại giùm em nghe chị đẹp. Em nhận được hàng của chị đẹp yêu ở đây, chị cứ lựa cái khác em trừ tiền ra cho mình, hay là chị cứ nêu vậy, chị cứ chụp hình cái mẫu đó chị gửi qua Zalo cho ông Mai đi, nó coi coi nó kiểm tra ở đây còn size to hơn nó lấy nó chốt cho mình nghe chị, tại vì em không biết mẫu nào, em không nhớ mẫu á. Rồi em đang cầm mã số 3 giùm em, số 4 cái caro em đang cầm khờ men lên giúp em lấy số 4 nghe chị. Caro em đang cầm khờ men lên giúp em số 4 giùm em, màu vỏ đậu không có nghe chị Phụng Phượng ơi. Chị Bảy Sang ơi, mình bao nhiêu ký vậy chị cho em xin số ký chiều cao đi chị đẹp ơi. Chị đẹp đầm em đang mặc giá 320.000 đồng một cái, em bao rẻ em bao đẹp cho mấy chị luôn, shop khác đang bán giá 460.000 đồng một cái đó mấy chị. Chị cho em xin số ký chiều cao đi, để em lên size của mình nha chị Bảy Sang ơi. Em đang mặc có size cho mấy chị đẹp yêu 70 ký đổ lại cho em luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Có size 70 ký đổ lại cho em mặc ok nha chị. Chị cho em xin số ký chiều cao của chị để em biết size nào của chị vừa em mới lên màu cho mình lựa. Tại vì bây giờ em nói ra chị đẹp là đủ 10 màu nhưng nhiều khi cái size của chị nó hết cái màu đó. Nghe chị đẹp ơi chị đẹp. Rồi chị nào lát đang cầm khờ men lên giúp em lấy mã số 5 giùm em, giá 250 một cái. 62 ký, cao 1 mét mấy eo bao nhiêu chị? 62 ký mà chị cao 1 mét mấy eo mình bao nhiêu chị đẹp ơi, cao mét 6 không chị, hay cao mét 50 hay cao mét 55 để biết số size em chốt nè. Rồi chị nào lấy em đang cầm khờ men lên giúp em mã số 5 giùm em, giá 250.000 đồng một cái mấy chị. Quá đẹp mà quá sang luôn, bóp mà chốt cũng lộn rồi cũng biết bó tay. Rồi chị nào lấy em đang cầm khờ men lên giúp em mã số 5, số 5 giùm em, số 5. Chị ơi lấy cái bóp hồi nãy á, chị dơ làm nó màu nâu. Số mấy chị? Số mấy đi chị Mỹ Duyên ơi, nhiều số quá không biết đâu chị. Cái nào nâu đâu, màu nâu đậm gì vậy? Ok chốt chị Mỹ Duyên cái số 5 ok chị đẹp. Hoa bán hàng bao nhiêu năm nay rất uy tín, giải rất đẹp. Dạ cảm ơn chị đẹp yêu, cảm ơn chị Thu Trang yêu nhiều. Đây cái mẫu này đúng không chị đẹp ơi chị đẹp? Cái mẫu này đúng không chị Mỹ Duyên yêu ơi, chị Mỹ Duyên yêu mẫu này mã số mấy vậy? Cái mẫu này mã số 2 chị. Cái mẫu này mã số 2 nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Mẫu này mã số 2. Cao 1m57, 62 ký, eo 84 đúng không chị đẹp? Eo của chị đẹp khoảng 84 đúng không chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Không biết chị ở ngoài chị có giữ không, nghe nói chuyện nghe dễ mến đợi ngoài em hiền lắm chị, em hiền như cục bột vậy, em nói thiệt á. Ở trên live với chị thấy em nói chuyện nhiều vậy không, ở ngoài không bao giờ mấy chị nghe em nói chuyện đâu. Ok chị Mỹ Duyên chốt số 2 cho chị rồi nè. Rồi em chốt số 2 cho chị Duyên nè, cái chị Duyên yêu với chị Duyên yêu, eo 81 dạ ok chị đẹp yêu. Eo 81 là em sẽ chốt cho chị đẹp eo từ 80 đến 84 nghe chị. Nghe chị đẹp yêu với chị đẹp yêu, hoặc là eo từ 80 trở xuống. Đó, tại vì eo 81, 82 là nó lỡ cỡ mấy chị. Tại vì một cái size đầm ra là nó phải ra là từ 4-5cm nha mấy chị, chứ không có size đầm nào mà ra 2cm cho mấy chị đâu. Nha mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu, tại em đâu mặc vải thun. Cao 1m57, 62 ký, em bao vô chị luôn, mặc size 2 không đẹp em không lấy tiền. Chứ em đang mặc size 1 là chị mặc không vừa đâu. Em đang mặc size 1 nè. Size 1 là chị sẽ mặc không vừa eo 81 đâu. Nếu như mẫu này mà ép cho chị luôn á, eo chắc tầm khoảng 78 thôi. Size 2 eo từ size 2 đi, size 2 mặc nó mới ok được. À, chị dồn đơn hai cái số 2, số 5 cho em. Dạ ok chị đẹp, em chốt cho chị đẹp rồi. Dạ em đang mặc size 4 eo 90 á chị Thu Trang. Em đang mặc là size eo 90 á chị đẹp. À, chị không biết chụp hình đâu để chị gửi lại, em lấy đúng eo. Ok chị đẹp, dạ ok chị đóng gửi lên lại giùm em nha chị.
Tại vì chị biết không, tại em ba like nhiều mẫu lắm, không nhớ hàng của mình mẫu nào. Thí dụ chị thích cái mẫu đó, bây giờ chị chụp hình cái mẫu đó cho em, cái em coi ở hàng ở nhà em còn size lớn hơn hoặc size cuối đó đó, cái em chốt cho mình, hoặc em đo kỹ eo lại cho mấy chị đẹp. Ok rồi, cho chị xem màu liền size 2. Đây size 2 này chị, em bán hàng là nó thật lắm mấy chị. Đó, bán hàng là quen rồi, nó thật lòng luôn á, không có nói dắt nói xạo được mấy chị. Cho dù mà mấy chị mà không vừa đi, mấy chị kêu em bán em cũng không bán, không bán đâu. Có nhiều chị bữa nay em nói em không có chốt, mấy chị nói cứ chốt cho chị đi qua đó, về không vừa chị cho, chị tặng hay chị mua cho em, chị cho con, chị cho cháu vậy gì đó là em mới bán, chứ bình thường không bán đâu. Đó, mấy chị em biết là mấy chị mà không vừa là không bao giờ em bán, không bao giờ em nói dốc nói xạo mấy chị đẹp được. Chị giao lên cho em chọn thêm cái nữa, chị ok rồi, lên cho chị chọn thêm cái nữa. Tầm mặt 72kg không hoa và 70kg hả chị? Eo tầm khoảng 90 đổ lại á chị. Eo 90 đổ lại mình mặc vừa nghe chị đẹp, yêu quá chị đẹp yêu. Rồi em lên màu cho chị đẹp. Rồi đây em đang mặc size 2 của chị đẹp, em có màu trắng nè. Size 2 là em có màu trắng nè chị. Size 2 em có màu xanh coban cho chị đẹp yêu nè. Size 2 là em có màu đen nè. Size 2 em có màu đỏ đô cho chị đẹp nè. Size 2 là em có màu da nữa nè. Size 2 là em có màu gạch nè chị. Size 2 là em có màu đỏ rượu nè. Size 2 em có màu xanh dây chai cho chị đẹp yêu nè. Đó, size 2 em có màu cam đất cho chị đẹp yêu nè. Đó, chị lấy màu nào chị comment lên giúp em nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu đỏ đô nè, em lên cho chị đẹp rồi. Đỏ đô. Đó, đỏ đô, đỏ đô, đỏ rượu, cam đất, màu xanh dây chai, màu xanh coban, màu đen, màu da, màu gạch, đủ màu. Eo 90 mình mặc vừa đó chị Phan Thủy thì Linh đi. Eo 90 mặc cho em ok nghe chị đẹp. Size 4 quý L. Eo 90 không đẹp em không lấy tiền mẫu nên mấy chị mặc lên sang lắm. À, vậy xanh dây chai ok chị Bảy Sang rồi, chốt xanh dây chai cho chị Bảy Sang yêu nè. Xanh dây chai đẹp lắm, hình như nãy em có mặc xanh dây chai rồi thì phải. Rồi vậy em cứ gửi đơn đi cho chị nha. Rồi em chốt xanh dây chai cho chị đẹp rồi nha, chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Chừng nào có, dạ ok chị Thâm Mi Trần, chừng nào có cho chịu hay. Hoa bán hàng rất dễ tính luôn, mấy chế cứ say em, mấy shop khác bán hàng là biết liền. Dạ em cảm ơn chị đẹp. Không có em bán hàng nó thiệt lắm mấy chị, mà em dễ nữa, em vui lắm. Đó, mấy chị mặc không vừa, không đồ mấy chị gửi lại cho em bình thường mấy chị. Chị Phụng Dương, màu da coi. Ok màu da. Rồi lên màu da cho chị Phụng Dương. Chị Phụng Dương eo 85. Rồi vậy eo 85. Trời ơi chị Phụng Dương là khách cũ. 0947 366 699. Trời em bán hàng em bao mà. Em bán hàng bao mấy chị có khi nào xấu không? Em nói thiệt lòng luôn á, em bán hàng mà xấu lòng mà di uy tín với mấy chị đẹp, không có một shop nào bán hàng cho mấy chị đẹp. Đó, em nói thật lòng mà em bán hàng làm nó thiệt lắm. Em tưởng đâu chị Phụng Dương, tại chị Phụng Dương coi bên Phoenix bên kia. Em đang mặc nè, size 2 em như. Size 2 eo 85 mặc hơi ôm mới nghe chị đẹp. Size 2 là eo 85 chị đẹp mặc hơi ôm, còn mấy chị yêu lấy cho em size 3. Ôm nhiều không? Đâu đưa về thứ này. Đẹp lắm chị yêu ơi chị yêu. Có đầm Hồng Kông không? Vậy không có chị Ngô Thanh ơi. Không có chị đẹp. Cho maximum đâu cái gì
1XL sao vừa, 1XL size em mặc á, chị là phải mặc cho em size 2XL mới vừa. Hoa chị nhận túi da cá 6,6 triệu rồi, rất ok. Dạ cảm ơn chị cô Hai Sài Gòn, cảm ơn chị đẹp. Đó, sách lên rồi đi đám cưới đám tiệc sang quá, nhớ có ai hỏi nói mấy mẫu đó cho em 4-5 triệu, đừng nói 1,6 triệu nha, bất cỡ luôn á, nói thật lòng á. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp đó, mà mấy chị cầm lên, mấy chị thấy ai đi đám cưới ai hỏi mấy chị sang quá, mấy chị nhớ mấy chị chỉ giùm em nha. Đó, muốn đặt màu nào em làm theo nhu cầu cho mấy chị đẹp luôn, thích màu nào, phong thủy màu nào, hợp màu nào, đặt em màu đó em làm cho theo nhu cầu cho mấy chị đẹp. Rồi em đang mặc màu da nha chị, eo 84-85 đổ lại cho em mặc ok. Giá của nó 320.000 đồng một cái. Em đang mặc size 2 này chị, màu da đẹp quá đẹp này chị. Size 4 eo 90 thôi, size 4 eo 90. FF lắm, eo 92 mặc được nha chị đẹp. Eo 85 XL được rồi, sao được chị, sao XL là size em mặc nha chị đẹp. Chị ơi còn bóp không em nữa, đây một cái nữa đi, được ở chung luôn ok bóp. Mà chị thích sọc hay chị thích đen? Sọc còn mấy cái nào sọc đi vậy? Còn cái nào sọc đâu, đưa cho chị coi sọc đi. Chị Phụng Dương ơi, eo 85 size 1 mặc không vừa là không bao nha. Còn bây giờ chị lấy size 2, nếu như chị mặc không vừa em bao cho chị đẹp. Chị đẹp chịu không? Tại vì em biết size nào chị vừa và size nào chị không vừa, size 1 là hồi nãy em mặc đó. Eo chị tầm khoảng 78 đổ lại thôi. Nói sao bây giờ biết chị, eo chị 85 kim chốt size 1. Em nói thật lòng thảm không bán. Nói nhiều khi mấy chị giận chứ, mấy chị lấy hàng không đúng size không bán đâu. Bán mấy chị mặc không có vừa, mấy chị trả lem cũng vậy, nhưng mấy chị thà lem không bán, cái đó lem nó thiệt. Mã số 1. Rồi em đang cầm comment lên giúp em đấy, mã số 1. Mã số 1 chị. Rồi cái này là mã số 4 giùm em. Đó, cái này là số 1. Cái này là số 4, sọc nâu nè. Đó, sọc đẹp ghê chưa? Số 1 giùm em. Đó, và số 4 giùm em. Đó, lấy mẫu nào comment lên giúp em nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Mẫu em đang cầm là mẫu số 1. Mẫu này là mẫu số 4. Rồi lấy mẫu nào comment lên giúp em, còn sọc không? Hết sọc rồi, còn có hai cái này sọc thôi chị, em còn có đen không à. Em hết sọc nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Mỗi lần lấy eo 86, dạ chị, đầm mỗi một size nó xê xích là phải là 4-5 cm. Eo từ thí dụ như size mà size 1 đi, eo tầm khoảng 77-78 trở xuống. Size 2 eo nó tầm khoảng từ 78-84-85 nghe chị đẹp. Đo đi chị, bảo đảm với chị bây giờ em khỏi cần đo. Chị chốt size 2 em chốt, còn chị chốt size 1 em không chốt, xin miễn. Em chốt hàng size vừa với chị, mà không vừa trả lại cho em. Bây giờ em chốt cho chị đẹp size 2 nè. Shipper giao hàng xuống cho chị, em cho chị kiểm tra hàng. Đó, em cho chị ốm lên trồng lên thử luôn. Có mặt shipper ở đó cứ trồng lên thử cho em. Ok vừa lấy, không vừa trả lại cho em. Được chưa, chịu không? Eo phải đúng 84-85-86 mặt không vừa nghe chị. Eo 86 size 2 mặt không vừa nha. Cái này là nói thật lòng luôn á. Đó, để mất công. Ờ qua ơi, cái đầm em gửi cho chị, sao chị mặc chật của em. Đó, em đã nói số eo qua mấy chị đẹp rồi nha chị đẹp. Rồi chốt số 4 cho chị Mỹ Duyên được nghe chị. Ê chị Trần Phương, cái chốt cái màu đen cho chị Trần Phương đúng không? Size 4 Mai rút chốt cho chị đi Mai. Trần Phương nào? Trần Phương, chị Trần Phương mới nhắn tin đó Mai nè, coi Mai cái đầm của chị nè Mai. Chốt chị Trần Phương. Chị mới nhắn tin trong Messenger á, chị đưa số điện thoại rồi đó, coi chốt hàng đi. Size 2. Size 2 không được hả? Bây giờ chốt size 1 không bao đổi trả chịu không chị? Thì chị em chốt cho. Bây giờ em chốt size 1 cho chị đẹp. Chị chuyển khoản cho em trước 50.000. Chị chuyển khoản cho em trước 50.000, em gửi size 1 cho chị đẹp. Mà không vừa trả lại, để mất công rồi sai một. Nhưng mà không vừa chị trả lại em cũng vậy à, mất công em tốn tiền ship em. Chị Trần Phương. Mua đầm cứ mua theo số đo eo là chuẩn luôn. Dạ đúng rồi chị. Vậy lấy eo 86 đi, eo 86 quất cho em size 3 chị. Size 2 mà không vừa. Nghe chị đẹp ơi, chị đẹp, size 2 eo tầm khoảng 84-85 thôi chị. Nghe chị Phụng Dương ơi, size 2 em cũng không chốt đâu chị. Mất công mà không vừa lắm chị.
đó. Hoặc là nếu như chị lấy size 3 giùm em, eo tầm khoảng 88 đổ lại là chị mới mặc được nghe chị. Chứ mà eo chị 86, em nói là đầm em size 2, eo chị 84-85 đổ lại thôi, eo 86 mặc đâu vừa đâu. Cho nên là em không chốt cho mình nghe chị đẹp. Em nói thật với mấy chị luôn á, em ở đây em chốt hàng em chốt thật lòng lắm mấy chị, để cho mấy chị mặc vừa, cho mấy chị mặc đẹp, chứ không phải em bán hàng cho mấy chị đẹp mà để em bán, mà em bán ờ kệ mấy chị muốn chốt cái nào mấy chị chốt, mặc vừa không vừa kệ mấy chị, mất công em là người bán, em là người mang tiếng mấy chị. Mấy chị mặc lên cái đầm mấy chị đi đám cưới đi đám tiệc hoặc gặp bạn gặp bè, ờ mặc lên cái đầm đó đẹp, ờ người ta còn hỏi mua ở đâu vậy, nói mua shop tiết qua đâu đó mấy chị, em còn hãnh diện đó. Con chó này bị gieo quá trời hả? Chó này bị gieo quá trời, chó cạo lông luôn, lông rối quá trời lỗi. Đầm đen eo 84 ok chị Hồng Lẹ, rồi chốt cho chị Hồng Lẹ eo 84 cho em xin số điện thoại đi chị, eo 84 mặc cho em size 2 vừa. Cho em xin số điện thoại nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Cho em xin số điện thoại em chốt cho chị đẹp, màu đen size 2 eo 84 mặc ok. Đen còn không? Chị Hồng Lẹ ơi, cho em số điện thoại nghe chị Hồng Lẹ yêu ơi, chị Hồng Lẹ yêu. Chị Hồng Lẹ cho em số điện thoại mới chốt hàng cho mình được nghe chị. Em bán hàng làm nó thật với mấy chị đẹp, em bán hàng là em bán bằng cái tâm á. Em bán là em bán muốn thật sự cho mấy chị, để cho mấy chị mặc cho nó đẹp. Chứ không phải em bán hàng mà nói dốc nói xạo cho mấy chị, để cho mấy chị mua. Đó, mấy chị mua thử rồi về mấy chị mặc không vừa hoặc là xấu rồi mấy chị bỏ. Đó, rồi mỗi lần mấy chị thấy em mấy chị ghét vô lắm. Còn mấy chị mà mua hàng của em á, mấy chị nhận hàng đi, mấy chị mặc lên mấy chị đẹp, ai cũng phái hết trơn mấy chị. Đó là ai cũng rất là thích nha mấy chị. Đó, eo 86 giờ lấy xe 3 luôn rồi, nói giờ nãy giờ kêu đòi lấy xe 1 mấy sợ mấy ghê luôn nè. Đó thử xe 3 coi chị. Đó thử xe 3 coi chị. Rồi em đã mặc nha chị đẹp yêu quá, chị đẹp yêu. Em đã mặc eo 84-85 nè. Đo thử cho chị đi coi chị cái nào vừa chốt đi. Đó, đầm em đang mặc giá của nó chỉ có là 320 ngàn đồng một cái nha mấy chị. Đầm em đang mặc là đầm body. Body hàng thiết kế cao cấp, bao đẹp, bao sang. Size 4 em bán eo chỉ có 90 thôi, đó là chị biết rồi đó. Size 4 em bán chỉ có eo 90 đổ lại thôi. Size 4 bên em mà em bán eo chỉ có 90 là chị biết rồi. Eo chị 86 mà nãy chị đòi lấy size 1 là em bỏ, em cũng bó tay chị luôn. Size 3 hả? 3 này to vậy. Chị chốt cũng có 2 là 3 này to. Quên vậy đó, thử size 4 cho chị ấy dùng nha. Size 4 nãy đo chưa? 4 với 3 bằng nhau vậy? Sáu bằng nhau à? Cho 4 cho 3 bằng nhau luôn rồi đó, hẳn hai cái đẻ bằng nhau. Tôi dùng cái ghét này, cái hoàn toàn chứ 2.4. Anh Hùng lấy cho em cái xe 3 da. Rồi. Ai vậy mày? Rồi rồi có. Ừ, chị Phan Thuẩn xe 3 da. Chị Phan Thủ mặc xe 2 thôi, eo 84 phải không? Không hỏi chị kỹ đây. Chị Phan Thủ eo 84 mặc xe 2 thôi vậy. 84 hay 86, 86 là lấy xe 3 thoải mái. Rồi, xe 3 rộng đó nha, nói chữ nè. Xe 3 là rộng đó nha, xe 3 rộng lắm á. Xe 3 eo 88 á. Anh Hùng Mỹ đo bóc cái đó xe 3 eo tới 88 nữa. Ở đây người ta bán hàng, ta đo theo chiều, eo cho 1 chiều. Đầm đỏ phía sau là đầm gì vậy em? Ở chị Trần Phương, màu đen size 4 ok, màu đen size 4 chị Trần Phương nãy rồi. Rồi thì chốt size 3 đi ha. Eo 94. Đen size 1.
Đây là màu đen ngoài cho mình hết. Da size 2 này chốt với chị đi, xong bóng giấy rồi không chốt đi. Xe 3 bằng xe 4 không? Xe 3 nó bằng xe 4. Nó gắn lộn size với chị đó, bởi vì em chốt hàng cho mấy chị em bóc theo size của nó là nhiều khi mấy chị la em chết. Xe 3 bằng xe 4, vậy này em dục qua đâu ạ? Xe 4 nè. Ồ bộ ghét ghê luôn, ghét thiệt, ghét nhất là cái vụ này nè mấy chị, nó gắn sai mà gắn lộn là chốt hàng là chốt sai cho mấy chị đẹp. Nó size 3 mà bằng size 4, chịu nổi không? Ghét nhiều mấy đứa thợ nó may mấy chị, nhiều đứa nó ẩu á. Đó mấy đứa mà mới yêu hay sao, bồ hẹn chiều nay đi đi uống cà phê hay đi chơi đi ăn gì cái nó nghe nó mừng nó vui nó rát đại mấy chị. Gắn mặt vô kịch kịch cho đại. Xe 4 em 90 rồi mấy chị. Xe 4 em 90, trời xe 3 xe 4 thì bằng em 90 hết trơn. Xe 4 em 90. Dạ, alo dạ nghe ạ. Sao sao? Nghe nè. Ghét quá trời, xe 3 xe 4 thì bằng nhau không? Đi sửa rồi, đây nhà Vy nay bữa nay chủ nhật nghỉ cho làm chút xíu sửa rồi cho. Bảo rồi, bảo rồi. Hả? Thì bây giờ báo rồi do mấy đó chứ giờ đây tôi sửa là không ấy, anh tiện là nó anh sửa luôn đi. 86 lấy xe 3 mặt được á chị. Hả? Điện lên chỗ nó sửa đó. Em 86 lấy xe 3 chịu mặt vừa rồi. Ok. Chốt xe 3 em 86 chị Hồng lẻ xe 3 vậy, chị Hồng lẻ xe 3. Ủa chị nào nãy quên, quên chị nào nãy nói xe 3 đó. Chị gì á, chị gì quên mất tiêu rồi. Chị này nè, với lại chị gì đâu rồi ta, chị gì nãy rồi. Chị gì nãy eo 86. Chị Phụng Dương nè, xe 3 nè. Eo 86 nè. Chị Xuân Lâm. Chị Xuân Lâm eo 80 mà kem size 2 vừa, chị Xuân Lâm. Chị Xuân Lâm size 2 vừa nghe chị đẹp, eo 94 không, eo 94 không vừa đâu chị, eo 90 nè chị. Eo 90 rồi chị đẹp, yêu quá chị đẹp yêu. Eo 90 đổ lại. Lên nằm body đi, ok em đang lên nằm body này chị. Màu tím cà sao chị mặc em xem thử coi mình bao nhiêu ký chị. Đầm này đẹp lắm, chị lấy 3 cái rồi, vậy em cảm ơn chị Ngô Mỹ. Ok chị Nguyễn Hằng nè, màu da 70 kg, cao 1m62, eo 90 không chị. Chị Hằng yêu quá chị Hằng yêu. Chị Hằng ơi, chị Hằng eo, chị Hằng bao nhiêu, chị Hằng yêu ơi, chị Hằng yêu 70 kg, cao 1m62. Màu gì chị lấy, màu gì, màu da hả? Đó, bây giờ em còn màu da sáng này cho chị yêu được không nè. Đầm đỏ nào ấy chị đẹp ơi, chị đẹp, chị Lê Minh, chị Minh Lê Thị ơi, chị hỏi em đầm đỏ nào ấy, chị Minh yêu ơi, chị Minh yêu. Màu da em đâu mặc da này được không chị, màu này nó tụi tụi như màu gạch vậy đó, rất là sang luôn nè. Đó em đâu mặc màu gạch. Đem nó xem mấy. Xe 1 hả? Xe 1 bỏ ngoài đi, lắc chị nọ, anh hỏi xe 1 hết lên. Đó em đang mặc ngay, chị đẹp yêu quá, chị đẹp yêu. Dễ thương cực kỳ, sang cực kỳ đẹp luôn chị. Không đẹp hổng sang là hổng cái tiền luôn nè. Đó dễ thương cực kỳ, xinh lung linh. Mà em đang mặc màu này là màu gạch nha mấy chị đẹp. Màu gạch em đang mặc đẹp nè. Đó màu gạch, màu gạch. Màu gạch em đang mặc, em đang mặc size 2, size 3, size 4 cho mấy chị đẹp. Ủa chị Phụng Dương này có chốt không? Màu gạch em đang mặc, em đang mặc màu gạch, màu gạch cho mấy chị. Màu da em hết, em đang mặc màu này cũng tựa tựa như màu da cho mấy chị đẹp, nhưng mà nó sáng nè. Đó rất là dễ thương luôn.
quá đẹp, màu quá sang luôn mấy chị. Rồi chị nào lém đông mặt khờ men lên giúp em lấy màu gạch giùm em, màu giam hết nha chị. Rồi chị nào lém đông mặt khờ men lên giúp em lấy gạch giùm em, lấy màu gạch 70kg mặt tím cài vừa không, 70kg cao mét mấy chị? 70kg mà mình cao mét mấy nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi màu em đang mặc, chị nào lấy màu này comment lên giúp em là lấy màu gạch giùm em. Ok chị màu gạch, ok chị Nguyễn Hằng. Rồi chốt màu gạch cho chị Hằng xe ba nè. Ok chị Hằng yêu. Dạ ok chị Trang. Đầm mannequin đang mặc em có eo chín mấy á chị Trang, mẫu đó em đặt ra size to cho mấy chị đẹp. Và sườn xám em có size eo chín mấy cho chị Thu Trang luôn. Sườn xám đẹp lắm, eo chín mấy luôn, 70-80kg luôn mấy chị, mà cũng vừa eo cái trong em có size luôn sườn xám. Rồi chị nào lấy màu đang mặc thờ men lên giúp em là lấy màu gạch giùm em nha mấy chị đẹp, màu gạch. Màu gạch, màu gạch em đang mặc. Cao 1m56, 70kg, eo 90 mấy không chị? Eo 95 không chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Eo 95 không chị? Nếu như eo 95 mẫu mannequin là em có size của mình nha chị. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị đẹp yêu màu đỏ đô nè. Màu đỏ đô, màu đỏ đô. Ok ok là em có đó chị. Chị Quỳnh Phúc Thiền Trâm số điện thoại lên chốt mẫu mannequin đang mặc cho chị đẹp màu tím cà. Hello chị Diệu Thí, hello chị đẹp. Áo đang mặc size này là size 2XL, eo này tầm khoảng chừng 80-82 đổ lại. Rồi em đang mặc nha mấy chị, rất là dễ thương, rất là đẹp. Màu em đang mặc màu này là màu đỏ đô, vải thun hàng thiết kế cao cấp bao đẹp cho mấy chị luôn. Ở phía trước nó có ship ly nè mấy chị, mặc lên nó sẽ che được khuyết điểm cho mấy chị đẹp. Đó nó có ship ly ở phía trước cho mấy chị đẹp yêu nè. Đó mặc lên là nó sẽ che được khuyết điểm lại. Đó không thấy bụng và không thấy mập cho mấy chị đẹp luôn. Đó rất là dễ thương, cực kỳ xinh lung linh luôn mấy chị. Rồi em đang mặc là màu đỏ đô. Chị nào lấy em đang mặc khờ men lên giúp em lấy màu đỏ đô giùm em. Đỏ đô em đang mặc, em có màu đỏ đô nè, màu đen nè, màu xanh coban nè, màu xanh dây chai nè, màu cam đất nè. Đó màu gạch nè, màu trắng nữa mấy chị, em có màu trắng nữa. Đây mặc lên màu xanh coban cho mấy chị đẹp xem đi nè. Đó màu xanh coban dễ thương đẹp xinh lung linh luôn. Giá chị có là 320.000 đồng một cái. Em bao rẻ mà em bao đẹp cho mấy chị. Ok rồi lên mẫu mannequin đang mặc cho chị yêu xem liền. Em có tới 6 màu lận á, mẫu mannequin đang mặc. Đó em đang mặc màu này là màu xanh, màu xanh coban nha mấy chị. Đó màu xanh bích, màu xanh coban là nó nè, rất là dễ thương luôn. Rất rất là sang. Bao đẹp mà bao sang cho mấy chị. Vải em đang mặc vải này là vải khung. Giá của nó chị có 320.000 đồng một cái, bao rẻ cho mấy chị đẹp luôn. Chỗ khác bán cho mấy chị giá tới 460.000 đồng một cái. Ở đây em bán cho mấy chị đẹp giá chỉ có là 320.000 đồng một cái thôi. Quá rẻ mà quá đẹp xuất sắc luôn. Ok màu da chị Phụng Dương size 3 còn đó chị. Chốt cho mình này nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi đây lên cái mẫu mannequin đang mặc cho chị đẹp yêu nè. Rồi đây lên mẫu mannequin đang mặc cho chị đẹp xem nha chị đẹp. Em có 6 màu. Giá của nó chỉ có 300.000 đồng một cái thôi, từ 45kg tới 70-70 mấy ký luôn. Tới 7 mấy ký luôn mấy chị, mặc cũng vừa nữa, 6 màu luôn. Giá của nó chỉ có 300.000 đồng một cái dạ hội em đang mặc. Không đẹp là không lấy tiền. Đó mấy chị thích thắt ngang eo thì thắt cho em thêm một cái thắt lưng ngang eo nữa giúp em là cực kỳ xinh. Đó quá đẹp màu quá sang luôn. Giá chỉ có 300k một cái thôi mấy chị.
hàng, em đang mặc hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp. Rồi đây để em đứng lên cho mấy chị đẹp xem. Rồi đây làm em đang mặc cho mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu. Rồi đây lên màu cho chị đẹp nè. Mẫu em đang mặc là mẫu mannequin đang mặc nha chị. Em có màu vàng nè. Em có màu đỏ đô nè. Em có màu đen nè. Màu tím cà mannequin đang mặc nè. Màu xanh đen nè. Và em đang mặc màu này là màu tím than. Và em đang mặc màu này là màu tím than nha mấy chị. Đó, mẫu màu mannequin đang mặc là màu tím cà. Giá của nó chỉ có 300k một cái, dạ hội hàng thiết kế em đang mặc thôi mấy chị. Quá rẻ mà quá đẹp luôn. Đó, không rẻ không đẹp không mấy tiền luôn. Có size cho mấy chị đẹp yêu 70 mấy ký trở lại luôn. Có mức lực cho mấy chị luôn nè. Giá chỉ có 300.000 đồng một cái. Từ 45kg tới 75kg cho em mặc ok. Giá 300.000 đồng một cái đầm dạ hội hàng thiết kế em đang mặc. Đó, mình lấy màu nào mình comment lên giúp em nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Em đang mặc là em có 6 màu cho mấy chị đẹp. Màu em đang mặc màu tím than, màu mannequin đang mặc màu tím cà, màu vàng, màu đỏ đô. Màu vàng, màu đỏ đô, màu xanh đen, màu đen. Đủ màu cho mấy chị đẹp 4 màu, 6 màu chứ. Chị Huệ Kim. Ok, chốt cho chị đẹp màu tím than 4XL lớn nhất chị. 4XL là eo chín mấy mặc ok. Rồi chốt cho chị đẹp chị Nguyễn Hằng màu tím than. Ok, chị Nguyễn Hằng màu tím than luôn. Ok, chốt cho chị Hằng luôn size 2 à. Ờ, một cái 2, một cái 4. Hello chị Nguyễn Thủy, hello chị đẹp. Rồi em đang mặc dạ hội nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Em đang mặc nha chị Quỳnh Phúc Hiền ơi, thấy chưa chị? Đó, quá đẹp mà quá sang luôn. Giá cực kỳ ưu đãi cho mấy chị đẹp. Đưa cho em cái thắt lưng đi. Cái thắt lưng mình thắt giống con mai con luôn đi. Thôi được rồi, thắt cái thắt ở ngoài. Đó, chị nào muốn thắt lên cho em luôn cũng được. Cũng sang luôn mấy chị. Quá đẹp luôn. Đó, mấy chị thấy dễ thương ghê chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Không chê vào đâu được. Đó, thắt lưng em đang thắt, giá của nó là 100.000 đồng một cái mấy chị. Hello chị Thảo Thông Thả, hello chị đẹp yêu của em. Rồi nào, em đang mặc giá chị có 300k một cái nha mấy chị. Em đang mặc là em có 6 màu. Hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp, bao đẹp mà bao sang cho mấy chị đẹp luôn. Mannequin đang mặc là màu tím cà. Em đang mặc là màu tím than nha mấy chị. Đó, màu xanh đen, màu vàng, màu đỏ đô. Đó, và màu đen cho mấy chị đẹp. Em đang mặc giá chị có là 300k một cái. Đầm dạ hội hàng thiết kế cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Đó, có size từ 45kg tới 70-70 mấy ký luôn mấy chị sẽ mặc vừa. Em 95 đổ lại cho em, có 6 màu cho mấy chị đẹp lựa. Đó, chị nào thích màu nào comment lên giúp em mấy chị. 320 đỏ rượu em hết rồi chị Trần Tú Liên ơi. 320 màu đỏ rượu em hết rồi chị. Em hết màu đỏ rượu cho chị đẹp, size 4 mình còn màu gì vậy? Size 4 đâu, từ đâu tới đâu? Size 4 màu đỏ rượu em hết, em còn màu đỏ đô được không chị? Em còn màu xanh coban, em còn màu đỏ đô, em còn màu trắng, màu đen, màu xanh dây chai. Màu da, màu gạch. Nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu, màu đỏ rượu là em hết nha chị Trần Tú Liên ơi. Mình thích màu nào comment màu em mặc lên cho mình xem nha chị đẹp. Sườn xám bữa nay về không kịp, bữa nay về dạ hội chị, ngày mai mới có sườn xám về kịp cho mấy chị đẹp. Rồi đầm dạ hội em đang mặc quá đẹp luôn mấy chị, dễ thương cực kỳ sang luôn nè. Hàng này là hàng thiết kế nha mấy chị, đẹp lắm, mấy chị mặc lên form là khỏi chơi. Đó, bao đẹp mẹ em bao sang cho mấy chị luôn. Giá chị có 300.000 đồng một cái, đầm dạ hội em đang mặc.
giá có 300.000, mấy chị rẻ hơn tiền công mấy chị đi may quá trời luôn đó. Ở đây người ta may sẵn luôn, người ta bán cho mấy chị đẹp, giá chỉ có 300.000 bạn. Mấy chị đi may mà tiền công một cái dạ hội như em đang mặc như thế này không bao giờ có giá nào dưới 500.000 cho mấy chị tiền công thôi đó. Ở đây may sẵn bán giá chỉ có 300.000, quá trời rẻ luôn. Rồi em qua luôn nha chị đẹp yêu, quá chị đẹp yêu. Em đang mặc em có size của chị Thảo thông thả eo 90 mấy luôn á chị. Tại vì mấy hàng này là hàng tụi em đặt cho nên mới có size to ra cho mình, chứ bình thường hàng nó không có size to cho mấy chị đẹp đâu. Ok, chốt cho chị Trần Tú Liên màu đỏ. Dạ rồi, em chốt cho chị Trần Tú Liên màu đỏ này nghe chị đẹp yêu, quá chị đẹp yêu, 70kg mặc cho em là ok, giá 320.000. Nhớ mặc đẹp quảng cáo giúp giùm cho em nghe chị. Rồi em đang mặc em qua luôn nha mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu. Đó chị Quỳnh Phúc Hèn ơi, có thấy chưa chị Quỳnh Phúc Hèn yêu ơi, chị Quỳnh Phúc Hèn yêu. Đó kêu mặc lên nè, kêu mặc lên, dạ mặc lên nè chị đẹp, có lấy không chị đẹp. Rồi em qua luôn nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu, lát kêu like lại nữa là không like nghe chị đẹp. Đó quá trời rẻ luôn, có 300.000 đồng mặc một cái nằm dạ hội. Rồi em qua mẫu nha mấy chị. Đó mẫu em đang mặc là mẫu mannequin đang mặc cho mấy chị. Dễ thương đẹp xuất sắc luôn nè. Chị nào thích phối thắt lưng thì phối cho em, còn mấy chị không thích phối xả ra cho em luôn cũng đẹp. Đó cũng đẹp mà cũng sang, giá có 300.000 đồng một cái, đẹp xinh lung linh luôn. Rồi em qua mẫu mới cho mấy chị đẹp. Mấy chị ơi, mấy chị mình đang xem livestream, mấy chị cho em xin mỗi người một lượt chia sẻ bài viết với mấy chị đẹp để em thấy được mấy chị nha mấy chị yêu, mấy chị để cho comment của mấy chị nó không có bị ẩn nha mấy chị, để cho comment của mấy chị nó không có bị ẩn, mấy chị bấm cho em mỗi người xin một lượt chia sẻ bài viết giùm em. Không, cái này là tôi còn nguyên đây nè. Rồi đem vô coi, đem cái này đi. Rồi đem lên đầm mới cho mấy chị đẹp. Ngọc nguyên vậy là nguyên cây. Hello chị Biện Lệ, hello chị đẹp. Rồi đem lên đầm mới về cho mấy chị đẹp xuất sắc luôn nè. Trời ơi nó đẹp mà nó sang mấy chị ơi. Không chơi cho đầu vào đâu được. Mới nhận được đầm mà thử ôm quá, đổi lại cho chị đầm khác cho chị. Chị Dung Phạm ơi, chị ra bưu điện hoặc Viettel hoặc chỗ nào gửi hàng á chị Dung ơi, mình đóng mình gửi lên lại giùm em nghe chị Dung Phạm yêu ơi, chị Dung Phạm yêu nghe chị đẹp. Chị ra bưu điện hoặc Viettel hoặc chỗ nào gửi hàng á chị, đóng gửi lên lại giùm em nghe chị đẹp. Rồi chị cứ lựa cái khác giùm em chốt hàng em trừ tiền ra cho mình. Rồi em đang lên cho mấy chị đẹp yêu, đẹp xuất sắc luôn này. Đó em đang mặc vải này là vải thun cho mấy chị, có độ co giãn mặt rất là thoải mái luôn mà rất rất là sang. Em đang mặc có size 1, size 2 và size 3 cho mấy chị đẹp. Giá cực kỳ ưu đãi cho mấy chị đẹp luôn, chỉ có là 540.000 đồng một cái mẫu em đang mặc. Đầm xè dạ hội. Vải em đang mặc vải thun hàng cao cấp. Từ size 1 tới size 3XL, lấy 3X đo thử yêu bao nhiêu. Rồi đầm dạ hội em đang mặc nha mấy chị, em đang mặc dạ hội vải thun hàng thiết kế cao cấp luôn nè. Đó có size cho mấy chị đẹp yêu. Chị Dung Phạm, vậy là em của chị Dung Phạm không tới 80, lộn không phải 90 á chị Dung Phạm ơi. Ở đây chị Lê ghi là em của chị đẹp có 88 là em sẽ chốt hàng cho chị đẹp em 90 luôn á. Vậy chị đo em của chị chính xác lại giùm em nghe chị. Chị đo em của chị Dung Phạm chính xác lại giùm em nghe chị Dung Phạm ơi. Tại vì thường thường em của mấy chị 88 là em đã chốt 90 cho mấy chị rồi. Đó mà mấy chị còn mặc ôm nữa là chứng tỏ là size của mình không phải là eo đó đó chị. Nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu đo eo lại chính xác giùm em để em chốt hàng cho mình. Nó không có bị chặt nữa nghe chị. Chốt eo 78-80 em đang mặc đó chị. Eo 78-80 chị mặc được luôn. Nó có độ co giãn mặc thoải mái lắm luôn. Eo như vậy. Em đang mặc có size cho mấy chị đẹp yêu từ 45kg tới 70kg. Mấy chị sẽ mặc vừa giá của nó là 540.000 đồng một cái đầm dạ hội. Em đang mặc, em đang mặc màu này là màu đỏ rượu. Em đang mặc là em có màu xanh đen,
màu đỏ đô, màu xanh dây chai, màu đen và màu đỏ rượu. Chị Hương Long ơi, mình lấy màu đỏ rượu em đang mặc đúng không chị Hương Long yêu ơi, chị Hương Long yêu đúng không chị đẹp? Em đang mặc eo tầm khoảng 90 đổ lại 70kg thôi chị. Eo 94 không vừa chị Thanh Tô ơi. Rồi đầm em đang mặc là em có 5 màu. Chị nào mình lấy màu nào mình khờ mấy màu lên giúp em nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Em đang mặc là em có màu đen nè, màu đỏ rượu em đang mặc nè, màu xanh dây chai nè, màu đỏ đô, màu xanh đen. 5 màu cho mấy chị đẹp từ 45kg tới 70kg mấy chị sẽ mặc vừa. Em đang mặc giá 540.000 đồng một cái, hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Ok, mặc đỏ đô. Đây đỏ đô nè chị. Cái mấy mẫu này mấy chị mặc lên nhìn mấy chị rất là trẻ trung và rất là sang mấy chị. Quá xinh mà quá đẹp luôn. Đây em đang cầm màu đỏ đô nè chị. Hàng này là hàng kết kim sa nè. Đó, kết đá và kết kim sa cho mấy chị đẹp. Mặc lên rất rất là sang. Rồi em đang mặc màu này là màu đỏ đô, để mặc lên màu đỏ rượu cho chị đẹp xem. Dạ không, mẫu này không có màu trắng chị Đỗ Trang ơi. Em đang mặc màu này là màu đỏ rượu nha mấy chị đẹp. Màu đỏ rượu nè, màu đỏ rượu, màu đỏ đô. Đó mấy chị, hàng kết không nè. Kết trực tiếp bằng tay cho mấy chị này. Đó mấy chị thấy kết chưa? Đó, kết trực tiếp bằng tay cho mấy chị đẹp. Cho nên mấy chị mặc là ok, không có sợ bị xúc, bị rớt gì cho mấy chị đẹp. Em đang mặc màu đỏ đô, màu đỏ rượu, màu đỏ đô, màu xanh dây chai, màu xanh đen và màu đen. Có 5 màu cho mấy chị. Dạ eo 90 á chị Ngọc Dung ơi. Eo 90 đổ lại cho em mặc vừa nha chị. Quá trời đẹp nó chị, dễ thương cực kỳ sang. Đó cái mẫu này cái tay của nó hơi nhí nhí cho mấy chị đẹp. Rồi em đang mặc màu đỏ này là đỏ đô nha chị. Đỏ đô, đỏ rượu, xanh đen, xanh dây chai và màu đen giùm em. Có 5 màu cho mấy chị. Quá đẹp xuất sắc luôn. Đó mặc lên là hơi bị xinh luôn. 70kg đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc vừa. Eo 90 đổ lại cho em mặc ok. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Chị nào lấy đang mặc thòm em lên giúp em là lấy đỡ đô giùm em. Máng lên giùm em lên mai lên màu. Rồi em đang cầm màu này là màu đỏ đô cho mấy chị đẹp. Màu đỏ đô. Ấy lộn, em đang cầm màu đỏ rượu, em đang mặc màu đỏ đô. Màu đen, màu xanh đen và màu xanh dây chai mấy chị. Chị đổ luôn ơi, mẫu mannequin em mới vừa mặc qua luôn á chị. Chị thích thì em chốt cho mình, cho em số ký chiều cao em chốt cho mình nha chị. Em mới vừa qua thì chị đổ lúng thôi, chị đổ lúng. Rồi đầm em đang mặc em lên màu cho mấy chị đẹp lựa nha. Mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Chị Duyên Phạm ơi, nếu như vậy á chị là em sẽ không trừ tiền cho mình được. Em phải thâu cái hàng của em về rồi em mới trừ tiền cho mình qua cái đơn sau, hoặc là khi em nhận được cái hàng về của mình muốn em chuyển khoản em trả tiền lại cho mình. Còn mà trừ cái đơn hàng bây giờ mà chị đặt em gửi xuống cho chị đẹp, em chỉ cho shipper thâu cái đó về được, nhưng em không trừ tiền nghe chị đẹp. Muốn trừ tiền là đơn sau em mới trừ nghe chị, chứ đơn em bây giờ em gửi xuống là sẽ không trừ cho mình. Tại vì em không biết hàng của em là em sẽ không trừ tiền cho mấy chị đẹp đó. Mới luyện ra nè. Ok rồi em chốt cho chị đẹp màu đỏ rượu nha chị. Màu đỏ rượu chị Hương Long size 1. Ok chị Hương Long. Nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Còn bây giờ chị ra bưu điện hoặc chỗ nào chị gửi hàng chị đóng gửi lên lại cho em khi em nhận được hàng của chị. Thì hàng ở đây chị lựa cái nào em sẽ trừ tiền ra cho mình thì được nghe chị. Còn em chưa nhận được hàng của mấy chị đẹp là em không trừ tiền của mấy chị đẹp được. Tránh trường hợp mấy chị, tại vì có người đã giặt và mặc hàng em không biết là mấy chị mặc hay chưa. Đó có nhiều người mấy chị đẹp là cái đầm mà mấy chị đó mấy chị không có mặc mà em thấy nó khôn dữ lắm. Đó mà lỡ trừ tiền rồi mấy chị là không thể nào mà bây giờ kêu người ta ấy lại được. Đó cho nên là em sẽ không trừ tiền vào cái đơn hàng liền đó cho mình được. Em chỉ nhờ shipper hỗ trợ
thâu hàng đó về cho em. Khi em nhận được hàng đó em coi đầm của em mấy chị có mặt hay chưa, mấy chị có giặt hay chưa, mấy chị còn tem còn mặt của em hay không, thì lúc đó là em mới trừ tiền cho mình được nha chị đẹp. Chứ trừ tiền đơn sau liền là em không trừ. Hoặc là khi em nhận hàng chị muốn em chuyển tiền trả lại, em sẽ chuyển tiền trả lại cho chị nha chị đẹp. Ok, xanh riêu chốt chị 5 cái xanh riêu vậy. Ok rồi, chốt cho dì 5 cái xanh riêu nè. Xanh riêu 5C2. Đầm em đang mặc giá của nó là 540.000 đồng một cái nha chị. Em đang mặc giá của nó là 540.000 đồng một cái nha chị đẹp. Yêu ơi chị đẹp yêu dỗ. Ok chị Dung Phạm, giá đầm đỏ rượu là bao nhiêu? Đầm em đang mặc giá của nó là 540.000 đồng một cái. Rồi lên màu cho mấy chị đẹp. Em đang cầm màu đen, màu xanh riêu giùm em, màu đỏ rượu giùm em, màu xanh đen giùm em, và em đang mặc là màu đỏ đô. Và em đang mặc là màu đỏ đô nha mấy chị. Đó, chị nào mình lấy màu nào mình comment màu lên giúp em, kèm số ký chiều cao em chốt size vừa cho mấy chị đẹp. Giá của nó là 540.000 đồng một cái đầm thiết kế em đang mặc. Đó, bao đẹp mà bao sang cho mấy chị luôn. Không đẹp không sang là không biết tiền. Dễ thương cực kỳ đẹp luôn mấy chị, quá đẹp xuất sắc. À, ngoài Bắc lạnh quá coi cứ mua hoài mà chưa được tiền. Dạ ok chị Kim Thủy, rồi chốt cho chị Kim Thủy 5 hộp thuốc khớp rồi nha chị Thủy yêu ơi, chị Thủy yêu. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp. Giá của nó chỉ có là 540.000 đồng một cái đầm em đang mặc. Em có size cho mấy chị đẹp yêu là từ 45kg tới 70kg đổ lại cho em, mấy chị sẽ mặc vừa. Em có 5 màu. Màu em đang mặc màu này là màu đỏ đô, màu này là màu đen, màu này là màu xanh ve chai, và màu này là màu đỏ rượu giùm em. Đó, và màu xanh đen giùm em mấy chị. Đủ màu cho mấy chị đẹp luôn. Quá đẹp xinh lung linh luôn. Không đẹp là không lấy tiền. Em đang mặc là em có đủ size cho mấy chị đẹp, từ 45kg tới 70kg mấy chị sẽ mặc vừa. Hàng cao cấp. Đó, dễ thương cực kỳ xinh lung linh. Giá chị có là 540.000 đồng một cái. Em đang mặc dạ hội vải thun. Ngày mai em về áo len cho mình đó chị Thư Lương ơi. Ngày mai em có về áo len đó chị. Rồi đầm em đang mặc em qua cho mấy chị đẹp, cho mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu. Ủa cái năm anh chưa đó chưa. Rồi em qua cho mấy chị đẹp yêu. Mưa cho sáng lên, sáng hết mát rồi đó chị đẹp. Em kéo sáng hết mát rồi, chắc tại do mặc cái màu, chắc tại là do mặc cái màu đó chị thấy nó tối. Đó đây ra cho mấy chị xem này. Đó màu xanh đen này, dễ thương đẹp xinh lung linh luôn, quá đẹp. Rồi đây để em mặc lên cho mấy chị đẹp xem. Mà ông đang mặc màu này là màu xanh đen. Màu xanh đen, màu xanh đen. Với lại đá nó vậy, nhiều khi mấy cái đá này nó chiếu vô, nó chiếu vô cái màn hình nó chói, làm cho nó bị tối lại. Đá đâu mặc này chị. Đó, chị thấy sáng chứ chị, nhiều khi do tùy theo cái màu màu áo đó. Đó rất là dễ thương. Em đang mặc màu xanh đen nha mấy chị. Giá của nó chỉ có 540.000 đồng một cái đầm dạ hội. Đó đầm dạ hội hàng thiết kế em đang mặc quả này là vải thun. Đó em đang mặc là em có 5 màu cho mấy chị đẹp, màu đỏ đô, màu đỏ rượu, màu xanh đen, màu xanh ve chai và màu đen. Có 5 màu. Có size là từ 45kg tới 70kg luôn mấy chị, em sẽ mặc vừa. Chị nào thích màu nào comment màu lên giúp em, kèm số ký chiều cao giùm em. Đó rất là dễ thương mấy chị, rất rất là sang luôn. Đó không đẹp không sang không mấy tiền. Đầm có dài tay
hay tay lỡ không hoa chị mua cho bà hơn 60 tuổi rồi, có chị bao nhiêu ký chị? Cho em xin số ký chiều cao đi chị Dung Thuy ơi. Chị Dung Thuy cho em xin bà số ký chiều cao của bà đi chị, để em lên cho. Chị Dung Thuy ơi, cho em xin số ký chiều cao của bà để em lên size vừa cho mình nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi làm em đang mặc em qua cho mấy chị đẹp. Chị đổ trang ơi, mình thích màu trắng mà xòe hả chị đổ trang ơi. Trắng xòe ngày hôm qua mình cộng gì? Cây xòe xe 1 á. Chị đổ trang yêu ơi, chị đổ trang yêu. Chị đổ trang mình thích màu trắng mà xòe hả chị? Ok chị Trần Yến chốt cho chị Trần Yến size 2 màu đỏ rượu. Ok chị Yến yêu. Ừ. Không, xè ngày hôm qua nè, cái xè ngày hôm qua đó. Ừ, cái đó đó, ừ. Cái này mới về đúng không? Mét 57 hả chị? Size của bà cho em không còn rồi. 75kg phải cao cho em mét 6 mới còn size. Mà 75kg eo, eo này chắc eo, eo khoảng cả trăm rồi. Vậy không còn size là chị cho chị quý chịu à, thử chị xem. Ok đây đây đưa đây mặc lên thử cho chị xem đó coi. Ok chị yêu đem mặc size 2 của chị Yến luôn nè. Đỏ rượu, đỏ rượu size 2 XL của chị Yến đó, hình như màu đỏ rượu nữa, mặt mình thấy nó hơi bị tối, đưa lên nó hơi bị tối. Đây size 2 của chị Yến nè, đẹp mà sang cực kỳ luôn, màu nào cũng đẹp hết trơn chị, mấy hàng này đẹp lắm. Eo 90 mấy là mới còn size của bà, còn eo 100 là em không còn size của bà nghe chị Dung Thuy ơi, chị Dung Thuy. Eo 100 là em không còn size của bà rồi, chị đẹp. Em chỉ còn eo tầm khoảng 9 mấy thôi. Đó, em đang mặc dễ thương cực kỳ xinh cho chị Yến luôn nè. Đó, mà em đang mặc màu đỏ rượu nè chị. Quá đẹp. Đó, em đang mặc màu đỏ rượu nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu size của chị. Đó, em đang mặc size 2 size của chị đẹp. Dạ ok chị Yến yêu. Để em lên cái mẫu xè này mấy chị mặc cũng đẹp nè. Đưa cho em mẫu xè với em. Đưa size 2 vô để tôi biết size 2 nó còn màu gì mà đồ tôi mới mặc lên được. Một với hai không à. Đây đưa anh lợi đây, tôi mặc anh lợi. Nguyễn Thị đỏ rượu 75kg, 75kg không vừa chị, eo tầm khoảng 90 thôi chị. Eo tầm khoảng 90 đổ lại cho em thôi chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. 75kg xài chị chặt với chị, eo 90. Nếu như eo của chị 90 chị mặc vừa. Nghe chị đẹp. Rồi đàm em đang mặc chị mặc đẹp nè chị. Đó đàm em đang mặc rất là dễ thương luôn với chị, quá đẹp xinh lung linh luôn. Ở cái này mấy chị để đứng cho em cũng được, hoặc mấy chị để xéo cho em cũng đẹp. Quá đẹp xuất sắc luôn. Rồi đầm em đang mặc em có size to cho mấy chị đẹp yêu. Size to yêu quên nè. Eo 85 mặc cho em size 2 vừa nghe chị Nguyễn Mẫn yêu ơi, chị Nguyễn Mẫn yêu. Eo 85 mặc cho em size 2 vừa nghe chị đẹp. Eo 85 chị mặc cho em size 2 vừa, chị Mẫn yêu ơi, chị Mẫn yêu. Đầm em đang mặc giá chị có là 320.000 đồng một cái đầm xòe. Đó, vải thun hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp cho mấy chị. Em đang mặc size L. Em đang mặc có size L, size 1 và size 2 cho mấy chị. Rất là dễ thương mấy chị, rất rất là xinh.
giá chỉ 320.000 thôi, chỗ khác đang bán cho mấy chị đẹp với giá của nó là 460.000 mẫu em đang mặc. Đó. Chị Mẫn ơi, chị Mẫn hỏi cái mẫu mà giá 540 đúng không chị? Đó, 540 là chị mặc trang size 2 vừa. Còn mẫu em đang mặc là chị Mẫn mặc trang size 1 vừa nghe chị. À, màu vàng chị có rồi nhưng mẫu khác. Đó, đẹp quá đẹp. Số khác nó bán giá 460.000 mẫu em đang mặc. Chị Ngọc Trương ơi, mẫu nào ấy chị? Đầm em đang mặc giá của nó là 320.000 đồng một cái. Có dài không? Dạ không. Em đang mặc là nó qua gối cho mấy chị. Em đang mặc là nó dài qua gối cho mấy chị đẹp, chứ nó không có dài chấm đất nha. Dạ hello chị Thấm Thấm, hello chị đẹp yêu. Anh nghe số điện thoại nghe nhỏ thôi. Rồi em đang mặc nha chị đẹp ơi, chị đẹp. Rồi nó mua xuống chị kêu gửi nó mua đi. Đó, dễ thương cực kỳ, xinh lung linh luôn mấy chị. Em đang mặc là size L, size 1 và size 2 cho mấy chị. Em đang mặc là size L, size 1 và size 2. Giá của nó là 320.000 đồng một cái mẫu em đang mặc nha mấy chị. Rất là đẹp. Hả? Kiếm gì? Nó mua thuốc gì giùm á. Gieo quá trời. Ok chị sủ sủ chốt cho chị một tiếp bôi rỉ và hai hộp thuốc đặc rỉ. Ok chị đẹp yêu. Dạ không có chị Thấm Thấm ơi. Đầm 540. Đầm 540 màu đen. Rồi để mặc màu đen cho chị Ngọc Trương xem đầm 540 nè. Lấy hàng kèm xin số điện thoại nha chị Ngọc Trương ơi. Lấy hàng kèm số điện thoại giùm em mấy chị đẹp. Đó, em đang mặc màu đen cho chị đẹp. Màu xanh rêu, màu đỏ rượu và màu đỏ đô. Giá của nó là 540.000 đồng một cái mẫu em đang mặc nha mấy chị. Quá đẹp xuất sắc luôn. Đó, em đang mặc màu đen đây nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Giá của nó chỉ có 540.000 đồng một cái thôi nè. Đó, cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang cho mấy chị luôn. Đó, rất là dễ thương. Rồi có lấy đen em đang mặc phào mang lên giúp em, cho em xin lại số điện thoại nghe chị Ngọc Trương ơi. Số điện thoại của chị đẹp yêu 0985250214 ngày 22 tây tháng 8 bên em điện thoại chốt hàng không nghe hả chị. Mình còn xài số điện thoại nào khác, cho em xin lại số điện thoại khác nha chị đẹp. Đầm em đang mặc là em có 5 màu á chị Nguyễn Mẫn ơi. Em đang mặc là em có 5 màu chị. Màu đen, màu xanh rêu, màu đỏ đô và màu đỏ rượu. Không, 9, 8 5, 2, 5.
Ok chị Ngọc Trương, eo 80, size 1 em đang mặc, chịu mặc được. Rồi chốt size 1 em đang mặc cho mình rồi nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Nhớ nghe máy giùm em nghe chị đẹp. Ngày 22 tây tháng 8 bên em điện thoại chốt hàng chịu không nghe đó. Đó, không nghe là bên em không có chốt hàng được cho mình đó chị. Rồi em qua nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi đây lên màu xanh riêu cho mấy chị đẹp. Đây xanh riêu này chị. Chị Nguyễn Mẫn á, mình bao nhiêu ký cho chị Mẫn á, chị Mẫn. Em đang mặc là có size cho mấy chị đẹp yêu là từ 45kg tới 70kg đổ lại cho em, mấy chị sẽ mặc vừa. Eo 95 nghe chị, eo đúng 95 lại mới có size nha. Rồi em đang mặc nghe chị đẹp yêu, chị đẹp yêu. Đỏ dễ thương cực kỳ, xinh lung linh luôn mấy chị. Xanh em đang mặc xanh riêu nè. Đó xanh riêu này chị. Đó xanh riêu quá sang luôn mấy chị. Mấy màu này mặc lên nói chung là màu nào cũng đẹp. Đó làm ra cho mấy chị đẹp toàn là những cái màu nào mà chuẩn không nè. Đó cực kỳ sang chảnh luôn. Đá này là đá kết nha mấy chị. Đá này là đá kết cho mấy chị đẹp luôn chứ không phải là đá dán đâu. Đó mấy chị dạ, mặc là ok luôn, không có sợ bị sút, bị rớt gì hết trơn. Đó mấy chị mặc đi đám cưới nha. Dễ thương cực kỳ sang. Rồi màu em đang mặc màu này là màu xanh riêu nha chị đẹp, xanh riêu nè. Đó xanh riêu dễ thương ghê chưa. Và em đang mặc vải thun nha mấy chị. Ok màu xanh riêu em đang mặc chị Lan Nguyễn. Eo 84 size 2. Ok chị Lan. Có tay nhí mà đó, cái tay này tay hơi nhí nhí mà chứ đâu phải sắc nách luôn đâu. Cái tay nó hơi nhí nhí nè, dễ thương lắm luôn, quá trời đẹp. Chị Phan Thủ này cái mặc đi mấy mẫu này mặc cho nó trẻ. Trẻ mà nó sang chị. Đó dễ thương đẹp quá đẹp luôn nè. Eo 85 mặc cho em size 2 vừa. Eo 85 mặc cho em size 2 vừa chị. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Rồi em qua mẫu cho mấy chị đẹp. Dễ thương đẹp xuất sắc luôn. Trời cái màu này mấy chị mặc lên nó sang, cực kỳ sang. Quá đẹp mấy chị. Cái màu riêu này nó đẹp thiệt. Đó mấy chị thấy cổ này nó cũng lạ lạ, mấy chị nó lạ lạ, nó sang sang. Đó. Quá trời đẹp luôn mấy chị thấy không, bình thường cổ tròn, cổ tim đồ hoài. Đó bữa nay ra cái mẫu cái cổ cho mấy chị đẹp thấy cho nó lạ lạ, cho nó khác. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Chị nào lấy em đang mặc thờ mang lên giúp em lấy riêu giùm em. Màu em đang mặc màu riêu. Giá của nó là 540.000 đồng một cái. Đầm xòe, hàng thiết kế, bao đẹp mà bao sang. Đồ ủa nó đẹp cực kỳ. Giải đẹp lắm mấy chị, vải thun mấy chị mặc lên rất là mát. Rồi em qua cho mấy chị đẹp luôn nè. Đó đẹp xuất sắc, không chê vào đâu được. Rồi em qua mẫu nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Em đang mặc là màu xanh riêu, màu xanh đen, màu đỏ đô, màu đỏ rượu, màu đen cho mấy chị đẹp. Đỏ đô, đỏ rượu, xanh xanh riêu và xanh đen và màu đen, 5 màu, có 5 màu. Rồi đây qua mẫu khác cho mấy chị đẹp yêu. Kim Sa hàng xuất này mới về, có size to cho mấy chị đẹp. Alo. Alo, chị Hoa. Cái mã của tuổi 17 còn không dạ? Cái mẫu gì chị? Mã tuổi 17 còn không dạ? Số 17 là cái gì chị, em đâu có nhớ đâu. Túi sách mã số 17 hả? Không, không nhớ đâu chị chụp hình mẫu đó chị gửi qua cho em đi. Đang coi đàng ơi, đang coi cái lại cũ đàng ơi, đang thấy đàng ơi. Coi lại cũ chị chụp hình mẫu đó qua đi chị, mà không chứ không còn đâu, mấy mẫu cũ là không còn nữa chị. Gì ra cái đó.
lên eo nó tầm khoảng 90 nha chị. Mẫu em mới vừa lên eo nó tầm khoảng 90 nha chị đẹp ơi chị đẹp. Rồi màu xanh đen em đang mặc mấy chị quá trời sang luôn nè. Em đang mặc em có size to cho mấy chị đẹp 70kg luôn. Mấy chị sẽ mặc vừa, giá của nó là 450 một cái đầm em đang mặc. Hàng em đang mặc hàng này là hàng xuất khẩu đi nước ngoài. Kim sa mấy chị nó chiếu mà nó đẹp mà nó sang. Đó mấy mẫu này mấy chị thấy đơn giản gì chứ, nhưng mà mấy chị mặc lên đi đám cưới cho em rất rất là đẹp. Đó mẫu này phối thêm cái thắt lưng ngang eo giúp em. Đó dễ thương cực kỳ xinh luôn, để em lấy cái thắt lưng. Em mai bước vô lấy thắt lưng xuống giùm mai. Rồi em đang mặc nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Đầm em đang mặc đuôi cá mấy chị. Đó đuôi cá hàng kết kim sa. Giá của nó là 450.000 đồng một cái. Có size cho mấy chị đẹp yêu 70kg đổ lại luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Hàng xuất khẩu đi nước ngoài. Em đang mặc là size 8, size 10, size 12, size 14 và size 16. 8, 10, 12, 14 và 16 mấy chị. Giá của nó chỉ có là 450.000 đồng một cái đầm em đang mặc. Ê mai mai bước xuống sau bóc cho chị qua cây body size size 45 XL nhìn mai. Cái body tay lỡ hàng 450 với mai. Ai vậy? Chị Nam Văn Hùng. Chị Lan Nguyễn eo 84. Size 2 vậy? Ừ. Mẫu em đang mặc là mấy chị dễ thương ghê chứ. Quá đẹp xuất sắc luôn. Đó, phối thêm mấy cái thắt lưng ngang eo giúp em như thế này. Mặc lên là hơi bị sang, hơi bị đẹp. Đầm em đang mặc giá của nó là 450.000 đồng một cái. Hàng đang mặc là hàng xuất khẩu đi nước ngoài nha mấy chị, kết kim sa rất là đẹp, phôm đuôi cá luôn. Đó mặc lên cho em nó cho ơi, nó kẻ chung cho nó sang. Ủa cái bếp nó nè. Đầm tím ở sau lưng mannequin đang mặc giá của nó là 300.000 đồng một cái. Từ 45kg tới 75kg mà mặc thường nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu em có 6 màu. Màu mannequin đang mặc là màu tím cà nha chị, em có 6 màu cho chị đẹp. Giá của nó là 300k một cái. Rồi đầm kim sa nha, mặt đẹp quá xinh lung lên luôn mấy chị. Bữa hổm ở nhà mình còn kim sa bằng vậy đó. Rồi đầm kim sa nha, mặt quá trời sang luôn nè. Đó màu xanh đen. Mấy chị phối trên cái thắt lưng ngang eo giúp em như thế này. Đó cực kì đẹp. Quá đẹp. Ok chốt cho chị Lan Nguyễn một cái kim sa nha mặt. Rồi chốt cho chị Lan Nguyễn một cái kim sa em đang mặc cho chị đây nè. Kim sa cho chị Lan, chắc chị Lan một size 12 quá ta. Nhiêu? 100 Có thú luôn hả?
Em 80-84 lấy cho em size 12 giùm em với chị đẹp. Dạ không còn đó chị Mỹ Duyên ơi. Hoặc chị Mỹ Duyên chụp hình gửi qua Zalo cho nhân viên em với chị, cho nó coi giùm em nếu chị đẹp, chứ giờ chị nói mẫu chứ không còn đâu. Chị Trần Yến mà thích mặc vừa á, chị Trần Yến lấy cho em size 12. Còn chị Trần Yến mà muốn mặc rộng á, lấy cho em size 14 chị. Là lấy cho em size 14 đó chị đẹp, đây rớt dưới cái nha. Em đang mặc là kim pha hàng xuất khẩu đi nước ngoài đó chị. Quá đẹp, quá sang luôn. Cái gì? Size 14 đi, chốt cho chị đó size 14 đi. Còn kim pha đỏ không? Bữa mua xanh rồi. Đẹp. Mẫu này đẹp đúng không chị? Ở mẫu này hình như bữa nãy chị nào hỏi em quên mất tiêu rồi ta. Chị gì? Chị Thâm Mi Trần. Ê, hàng của chị Thâm Mi Trần đây còn hàng không anh? Điện chị Thâm Mi Trần nói chim sa hàng đuôi cá hàng suốt bữa nay có size của chị đẹp, hỏi chị có lấy không? Đo thử cho chị. Ok chị. Size 12 là chị mặc vừa à. Size 12 là chị mặc ok rồi. Đầm này mặc lên sang lắm chị, em bao đẹp luôn. Đầm này em bán về mấy đợt rồi đó. Đầm này là em về mấy đợt cho mấy chị đẹp yêu rồi nè. Chị còn mã bóp nào to không? Giá nó bao nhiêu tiền chị? Chị cho em xin giá tiền đi. Chị cho em xin giá tiền đi chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Đây này chị Yến ơi, chị Yến đó size này size chị Yến mặc ok rồi, chị Yến đẹp lắm. Đó size này là size chuyển mặc ok. Size 12 chuyển mặc vừa. Một cái trăm luôn á. Đây nghe chị đẹp. Ồ nó đẹp xuất sắc chị. Nghe lời em lấy cái hàng này đi, mặc lên sang lắm. Em bao sang em bao đẹp luôn. Không đẹp em không lấy tiền. Ok chuyển yêu em chốt cho chuyển rồi. Tối có nắp đậy giá 300 mấy đó. Ủa 300 mấy bóp nào ta? 300 mấy không, bây giờ hàng đó hàng Quảng Châu á. 300 mấy em hết hàng rồi chị đẹp. Bây giờ em còn cái 46 hàng sách tay. Bây giờ em còn cái 460 được không? Đâu đưa cái 460 cho chị xem. Em đang mặc là size 8 mấy chị. Em còn size 8, size 10 và size 16. Size 16 cho em 70kg mấy chị. Sẽ mặc vừa eo 90. Chị Mỹ Duyên ơi, em còn một cái size này đẹp nè chị Mỹ Duyên. Màu đen này sang nè chị. Trời cái mẫu này mặc lên là nó thật lòng luôn. Cái mẫu này cầm đi mà không sang là không lấy tiền. Giá 460.000 đồng một cái. Đó tính chùi cho chị khách của em. Ồ cái mẫu này cầm lên đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Dễ thương đẹp xuất sắc luôn. Đó mẫu này được không chị? Mẫu này được không chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Giá của nó là 460.000 đồng một cái nha chị. Đó quá đẹp mà quá xinh luôn. Đầm em đang mặc giá của nó là 450 một cái nha chị. Giỏ sánh này được không chị đẹp yêu quá, chị đẹp yêu. Trời cực kỳ đẹp mà cực kỳ sang luôn á chị. Em bao đẹp mà em bao sang luôn nè. Giỏ em đang cầm giá của nó là 460.000 đồng một cái. Dạ không em không còn nghe chị đẹp yêu quá, chị đẹp yêu. Chị Mỹ Duyên ơi, hàng 300 mấy không còn nghe chị này, bỏ xuống đây. Đầm kim sa eo 80 rồi, chốt cho chị Liễu Trương eo 80 size 10 giùm em. Rồi chốt cho chị Liễu Trương size 10 eo 80 mặc ok nha chị. Eo 90. Đầm em đang mặc giá của nó là 450.000 đồng một cái. Không size 16 eo khoảng 90 rồi chị Trang ơi. Rồi em chốt cho chị Liễu Trương một cái rồi nha chị. Ê màu đỏ nhà mình còn cho mày. Coi trong đó dùm chị qua cái kim sa mình còn vậy. Kim sa đỏ bữa hổm nhớ còn không. Eo 90. Rồi chốt cho chị đẹp eo 90 nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Size 16.
quá đẹp mà quá sang. Giá chỉ có là 450.000 đồng một cái đầm kim sam đâu mà mấy chị em ai bước ra đây bóc coi hàng kim sam chị qua đây. Ok eo 90. Dạ ok chị Trần Yến, em chốt cho chị Trần Yến một phủ kem trang điểm chi chân đa luôn. Ok chị đẹp. Không, không có trong thùng nữa, trong thùng toàn là hàng ấy không à, hàng giặt đi. Ủa tôi nhớ đổ đô cũng không còn hai cái giật đó mà. Cái đỏ hết luôn. Rồi em đang mặc em còn màu xanh đen size nhỏ cho mấy chị đẹp. Em đang mặc em còn màu xanh đen size nhỏ cho mấy chị. Rồi em qua mẫu cho mấy chị đẹp luôn. Vậy chị phụ hàng không vừa đó chị. Em mai hôm nay mình chốt hàng có kim sa đỏ không mai? Có hàng kim sa đỏ nè. Đàm em đang mặc giá 450 một cái chị. Đàm em đang mặc giá 450 một cái nha chị đẹp yêu ơi chị đẹp yêu. Hoa ơi, nếu gửi ngay về Bình Định đến ngày 29 âm lịch nhận được không? Vì chưa một âm chị về quê. Sao chị? Không kịp đâu chị. Không kịp nha chị đẹp. Bây giờ chị ở Sài Gòn, gửi ra Sài Gòn đi chị. Bữa nay em gửi, ngày mai chị nhận được hàng. Nghe chị Hồng đẹp ơi, chị Hồng đẹp còn ở Bình Định đi ít nhất cho em 3-4-5 ngày vậy chị. Gửi Bình Định mà bữa nay 28 rồi. Bữa nay 28 mà chị kêu 29 ngày mai nhận được hàng hả chị đẹp. Trời chắc đi bằng máy bay quá. Sao kìa. Bữa nay 28 rồi. Thí dụ chở Sài Gòn á, ngày mai em nhận, ngày mai em giao cho chị sẽ nhận được. Còn ở Bình Định sao kịp chị, em ở Tây Ninh lận mà em ở Tây Ninh em xuống qua Sài Gòn 200 cây số. Rồi em qua nha chị đẹp yêu, với chị đẹp yêu. Rồi em qua mẫu cho mấy chị đẹp. Rồi còn mấy đầm sơ mi, lên mấy đầm sơ mi đi vậy. Ở quên lên cho chị đó, cái đầm thiết kế 450 ra dùm coi. Ừ, size to cho mấy cô trung niên mặc.
Rồi đem lên đầm size to eo 95 cho chị nào. Hồi nãy hỏi em cho bà của chị eo 95 nghe chị đẹp ơi chị đẹp. Lấy màu đen đi chị, em còn màu đen với màu hồng. Em còn màu đen và em còn màu hồng. Đầm phía sau mannequin đang mặc là bán nha chị. Giá 300 ngàn đồng một cái chị Dung thôi ơi. Em còn màu đen size của bà này chị đẹp ơi chị đẹp. Em còn màu đen và màu hồng, mà màu hồng thì nó nổi lắm. Mặc cho em màu đen ok, đen còn size nhỏ không? Đây em 95 này chị. Còn em 95 nhỏ xíu vậy ông nội. Size 4. Còn phải không? Ừ. Chở Bình Định rồi ngày 1 chị về quê vậy không được chị, không kịp đâu chị. Bình Định ở quê của chị đẹp, đi ra ngoài Bắc là mấy chị đi phải cho em là từ ít nhất là từ 3 ngày tới 5 ngày, 6 7 ngày vậy đó không chừng nữa. Đó để nhiều khi mấy chị trông chờ rồi hàng của em đi nó hơi bị chậm, có mấy chị la em mấy chị không nhận hàng. Cho nên lúc nào cũng nói cái ngày trừ hao cho mấy chị đẹp từ 3 ngày tới 7 ngày giùm em luôn. Mấy chị đẹp có thể là 3 ngày nhận được, cũng có thể 7 ngày tùy theo mưa gió bão bùng gì đó. Còn nếu như mấy chị mà ở Sài Gòn bữa nay gửi nhà mai nhận được nha chị. Đâu có, chị nói em ngày âm lịch mà. Chị nói em ngày âm lịch 27, 28, 29, bữa nay 27 rồi chị. Ê bữa nay 28 rồi, bữa nay ngày vía. Ngày hôm qua là 27 rồi, bữa nay 28 rồi. Kim Sa 83 không còn rồi chị Kim Hồ ơi, rồi chốt chung đi chị này chốt được chốt chị kia Kim Sa size 12. Rồi đầm em đang mặc nha chị đẹp yêu ơi chị đẹp yêu. Em đang mặc em có size to của bà chị đẹp eo 95 này chị Dung Phi ơi. Em đang mặc bà chị mặc sang này chị mẫu này đẹp nè. Đó tay lỡ lỡ này là mấy bà là mặc ok luôn, cực kỳ sang luôn. Đó bao đẹp bao sang. Mua cái cục búi tóc của em giống như thế này là 100 ngàn đồng một cục. Đó đi đám cưới đám tiệc bà đi đâu chơi cột gọn lên chụp cái cục này lên rất rất là sang, khỏi cần làm cái gì hết trơn, bao sang luôn. Đàm em đang mặc giá của nó là 450 ngàn đồng một cái, hàng thiết kế nha chị. Em đang mặc em có size nhỏ này, size to là 70 mấy ký. Em chỉ còn có màu đen với lại màu hồng thôi nha chị. Rồi em đang mặc nha chị đẹp yêu ơi chị đẹp yêu. Em đang mặc em còn size gì, size gì, size 1 tới size 4 hả? Không không không, bây giờ đầm mình còn đủ size không? Size 1 không? Để đi 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Rồi đầm em đang mặc em có size cho mấy chị đẹp yêu là từ size 1 tới size 5. Đầm em đang mặc có size 1 tới size 5 nhưng mà bây giờ là em còn không đủ màu cho mấy chị đẹp. Màu nó là còn không đủ màu cho mấy chị, ít màu. Rồi đây để em mặc lên thử size 1 cho mấy chị đẹp yêu nè. Màu hồng còn. Làm em đang mặc hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp, giá của nó chỉ có 450 ngàn đồng một cái thôi mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị mình đang xem livestream, mấy chị cho em xin mỗi người một cái chấm nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Đó, em đang mặc màu hồng là mấy chị quá đẹp. Rất rất là dễ thương luôn. Và em đang mặc vải thun có độ co giãn cho mấy chị đẹp, mặc lên rất là sang. Đó, vải thun như mấy chị. Quá xinh, quá sang luôn. Em đang mặc có từ size 1 tới size 5 cho mấy chị đẹp. Giá của nó là 450 ngàn đồng một cái đầm thiết kế em đang mặc. Đó, màu hồng này em có size 50 nè, 70 mấy ký luôn mà ok. Hồng đẹp quá đẹp mấy chị, hồng này là hồng lụa đậu. Đó, hồng lụa đậu quá trời sang. Rồi đầm thiết kế em đang mặc giá của nó chỉ có là 450 ngàn đồng một cái nha mấy chị. Đó, hơi bị đẹp mà hơi bị sang cho mấy chị luôn. Không đẹp không sang là không biết tiền.
Ví em đang cầm rất là dễ thương luôn mấy chị. Ví em đang cầm là em có 3 màu. Mà em đang cầm màu này là màu vàng, màu trắng và màu đen. Giá của nó là 420 ngàn đồng một cái ví em đang cầm cho mấy chị. Đó, ví cầm tay siêu sang luôn. Đó, cầm đi đám cưới, đám tiệc cho em ngồi xui rồi là hơi bị đẹp. Giá chỉ có 420 ngàn đồng một cái thôi mấy chị. Hàng xịn của Quảng Châu luôn. Bao đẹp cho mấy chị. Đó, cầm đi đám cưới, đám tiệc là khỏi chê được, dứt nách luôn. Ở bên trong nó lót giải phi cho mấy chị. Đây, và có dây đeo cho mấy chị đẹp luôn. Đó, chị nào mình thích đeo dây dài thì mình đeo vô cho em. Còn thích đeo dây mình cầm tay cho em rất là sang. Ở bên trong lót giải phi cho mấy chị, rất rất là xinh luôn. Đó, bỏ điện thoại, bỏ tiền. Đó, bỏ son, bỏ phấn gì cho em vô là ok luôn. Rất rất là sang. Giá chỉ có là 420 ngàn đồng một cái ví em đang cầm. Hàng cao cấp xịn của Quảng Châu. Bao đẹp cho mấy chị. Dễ thương cực kỳ, xinh lung linh. Rồi, ví em đang cầm đầm kim sa 60kg em hết rồi chị. Đầm kim sa 60kg em hết nha chị Kiều Lam ơi. Em hết nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Ông bước vô ông coi kiếm lại cái nữa coi gì. Để một lát người ta hỏi quá trời rồi like cái lát rồi còn ra cái hai cái. Ok rồi, chốt cho chị Huệ Kim. Em đang cầm cái ví luôn giá 420 ngàn. Lấy cái màu vàng chốt cho chị Huệ Kim. Em đang cầm nó có 3 màu đúng. Màu vàng, màu trắng và màu đen. Đó, mà em thấy màu vàng là nó sang nhất cho mấy chị đẹp. Ví cầm tay em đang cầm đi đám cưới đi tiệc là khỏi chơi luôn mấy chị. Đẹp cực kỳ đẹp. Em có thường xám size to của chị Huệ Kim luôn á. Chị Huệ Kim yêu á, chị Huệ Kim yêu. Em có sườn xám size to của mình luôn á chị đẹp, đưa màu trắng lên luôn đi. Đó, ví em đang cầm nữa mấy chị, màu vàng, màu trắng và màu đen. Có 3 màu. Giá của nó là 420 ngàn đồng một cái ví em đang cầm mấy chị. Đàm em mặc có size chị không? Bây giờ chị mới vào màu vàng. Màu vàng size của chị Hồng hình như size 3 hay gì? Hình như chị Hồng mặc xe 3. Màu hồng em đang mặc. Cái gì? Màu hồng em đang mặc hình như là chị Hồng mặc xe 3 hả? Xe 3 còn em. Ở đây. Xe 4. Xe 4. Ok rồi, chốt màu vàng. Chốt cái ví màu vàng cho chị Huệ Kim. Ờ, cái ví 420. Lấy ví vàng ok chị đẹp. Ok chị Kim Hồ lấy ví vàng. Ồ, chị Hồng là size 4, size 4 Hồng còn không? Dạ rồi, size 4 màu hồng em còn, em chốt cho chị Hồng nha, chị Hồng yêu quá, chị Hồng yêu. Size 4 màu hồng em còn, em chốt cho mình đừng nghe chị đẹp. Rồi chị nào lấy ví vàng. Ví vàng chị Kim Hồ ví vàng. Chị Huệ Kim ví vàng luôn. Chị Trần Tú Liên eo 90 vậy màu đen 450. Ok chị Trần Tú Liên size 3. Rồi em chốt cho mình nè nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Chị Ngọc Trinh ơi, lấy ví em đang cầm màu trắng nha chị. Lấy ví em đang cầm màu trắng nha chị Ngọc Trinh yêu ơi, chị Ngọc Trinh yêu. Em có màu đen nữa, em có 3 màu nữa. Màu vàng, màu trắng và màu đen mấy chị, vàng nè. Đó, màu vàng đây, màu trắng cho mấy chị đẹp. Màu vàng, màu trắng và màu đen. Đó, chị Ngọc Trinh ơi, mình lấy màu trắng hay chị Ngọc Trinh yêu ơi, chị Ngọc Trinh yêu. Ví giá 420 ngàn đồng một cái nha chị. Hàng xịn cao cấp của Quảng Châu em bao đẹp cho chị luôn. Ví này chỗ khác nó bán cho mấy chị đẹp giá của nó là khoảng 700 ngàn đồng một cái nè. Ở đây bán cho mấy chị đẹp giá chỉ có 420 ngàn. Đó, dễ thương cực kỳ, xinh lung linh. Bao đẹp mà bao xinh. Hả? Ôm thì lấy xe 4.
Ừ, xe 3 này ơi, chậm. Xe 4 hồi nãy nó màu đen còn đâu? Xe 4 là màu đen mà xe 3. Đó, xe 3 đỏ đen. Hồi nãy người ta 70kg đâu? Xe lấy xe 3 mà. Vậy còn mọi gì xe 3 chứ thôi, còn mọi gì màu tây. Em 90 mẫu này, em sợ chị mặt nó hơi ôm á chị, xe 3 em sợ mặt hơi ôm. Xe 4 em còn cái màu này đẹp lắm nè. Màu nâu tây rất là đẹp. Đây xe 4 em 90. 90 mặt cho chị đẹp yêu thoải mái luôn, màu nâu tây này đẹp này, chị để mặt cái màu này lên cho. Em còn màu này được không chị? Chị Tú Liên thôi. Chị Ngọc trên cái ví vàng, ok chị Ngọc trên ví vàng luôn rồi, chốt 3 cái ví vàng cho mấy chị đẹp. Chị Tú Liên em còn màu nâu tây được không chị đẹp? Xe 4 còn có màu nâu tây. Xe 4 em còn màu nâu tây này, xe 4 em hết đen cho chị đẹp rồi. Đầm em đang mặc giá của nó là 450 một cái chị Tống Kim ơi. Em đang mặc màu nâu tây này đẹp nè chị. Màu này mặc lên em nói thật lòng có màu này hiếm. Màu này mặc lên rất là sang luôn. Không sang là không lấy tiền. Bởi em không dám mặc màu này luôn, tại mặc màu này lên mấy chị hỏi là em không cần. Còn một cái duy nhất size 70kg. Quá đẹp. Màu này mặc lên là không đẹp là không lấy tiền luôn, bao đẹp cho mấy chị. Màu này nó tựa tựa như màu cà phê vậy đó. Chị có màu nâu tây này rồi đẹp lắm, dạ cảm ơn chị. Em nói thật cái màu này mấy chị mặc lên mà không đẹp là em không lấy tiền, bao cho mấy chị. Cái màu này nó hiếm lắm. Cái màu này nó tựa tựa giống giống như cái màu cà phê cho mấy chị mã đẹp. Dạ ok chị Trần Tú Liên, dạ rồi em chốt cho chị đẹp nè. Nhớ mặt đẹp cho em xin hình quảng cáo nghe chị. Nhớ mặt đẹp cho em xin hình quảng cáo nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu ok đã mẫu mới về cho chị Hồng đẹp lắm nè chị. Cái mẫu giá 540 mấy mẫu đó nãy chị Hồng. Sai chị Hồng chắc chốt cho chị Hồng sai ba luôn á, chị Hồng chắc sai ba là cái gì. Đó không phải đâu, phải đó không? Ừ, cái mẫu đó mẫu đó đẹp. Ừ, mẫu đó chị Hồng mặc lên rất xong. Đẹp lắm nè chị Hồng. Cái gì vậy? Xe 3. Đây ông đưa cái xe nhỏ cho tôi mặc đi. Rồi đó xe 3 đi chị. Cái mẫu này đẹp lắm luôn chị Hồng mới về. Đẹp mà sang. Không đẹp không sang không biết tiền. Chốt ví màu vàng nha em, ví màu vàng giá 420 đúng không chị Thúy Yêu ơi, chị Thúy Yêu, chị Thủy với lộn, ok chốt cho chị Thủy ví màu vàng giá 420. Ok chị Thủy Yêu. Rồi chốt ví màu vàng 420 cho chị Thủy luôn, ok chị đẹp. Để mặc lên cho chị đẹp xem. Anh đưa xe 1 vô mặc lên đó. Mẫu này mới về nè chị Hồng, mặc lên đẹp lắm chị Hồng. Giá của nó là 540.000 đồng một cái, vải thun có độ co giãn cho mấy chị đẹp mặc. Rất rất là thoải mái luôn, hàng thiết kế nè. Đó, kết trực tiếp bằng tay cho mấy chị đẹp luôn. Đó, hàng này là hàng kết trực tiếp bằng tay lên vải cho mấy chị. Giá của nó là 540.000 đồng một cái. Đẹp mà sang. Nó y như là dạ hội dài cho mấy chị. Đó, mẫu này đẹp nè chị Hồng. Mẫu này chị Hồng mặc lên mà không đẹp là em không lấy tiền luôn. Giá của nó là 540.000 đồng một cái, em có size cho mấy chị đẹp yêu là từ 40 mấy ký đến 70 ký luôn, mấy chị sẽ mặc vừa.
này xem này chị, quá trời đẹp. Đó, dễ luôn, cực kỳ xinh luôn. Đó, dạ hội. Em đâu mặc là nó tới mắt cá em luôn rồi đó. Nó muốn gần tới mắt cá em luôn rồi nè. Ủa, đẹp lắm chị, phải khung. À, lấy chị đen vào đó rượu, ok, chốt đen vào đó rượu cho chị Hồng. Rồi chốt cho chị đẹp màu đỏ rượu và màu đen size của chị Hồng, size 3 ý trên L mặc ok. Rồi em chốt cho chị Hồng màu đen và màu đỏ rượu rồi nha chị. Em đang mặc sang lắm mấy chị. Mặc đi đám cưới, mặc đi tiệc cho em là không đẹp là không lấy tiền luôn. Rất rất là sang, hàng thiết kế cao cấp. Kết kim sa. Đó, kết đá và kết kim sa cho mấy chị đẹp. Kết trực tiếp bằng tay luôn mấy chị, cổ nè. Đó, mấy chị thấy cái cổ nó cũng là lạ không? Đó, cổ gì mới đẹp. Đầm body 320 em về rồi đó chị Hồng yêu ơi, chị Hồng yêu. Chị Hồng ê, hình như body 320 chị Hồng có dặn không vậy? Hay chị Hồng dặn xè vậy mày? Chị Hồng ơi, đầm body 320 em có về hàng á chị Hồng yêu ơi, chị Hồng yêu. Em mới về chị, em mới về. Chị Hồng có dặn em màu gì ta? Rồi đầm em đang mặc nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Giá của nó chỉ có là 540.000 đồng một cái mẫu em đang mặc thôi mấy chị. Trời ơi nó sang mà nó đẹp mấy chị ơi. Không đẹp không sang là không lấy tiền. Ok 60kg chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương mặc size 2 vậy? Rồi chốt cho chị Hương, em đang mặc size 2 màu xanh. Ủa đâu có màu xanh của dịch nữa vậy? Coi cái mã số á vậy. 460 nha. Chị Hương ơi, chị Hương mình lấy màu nào chị đẹp ơi, chị đẹp. Mình lấy màu nào chị đẹp. Ờ coi cái hàng đó size lớn nhất size gì ạ? Đầm body đó size lớn nhất mình còn màu gì nói cho chị, cho chị lấy luôn. Chị Hương ơi, màu xanh lá trong hết size chị Hương ơi, chị Hương ơi. Xanh L size 1 và size 2 đúng không? 123 hả? Vậy là chốt chỉ xe 3. Ờ 60kg cho mét 50 rồi, xe 3 mới vừa. Xe 3 mới vừa. Rồi chốt em đang mặc cho chị đẹp yêu rồi nè. Ờ body đó có xe 4 đúng không? Đo ngực đi, ngực của chị 104 có size nào vừa, còn quan trọng cái ngực thôi, còn cái nào vừa là lấy cái đó. Ok chị Nguyễn Hương eo 90 nè. Ê 90 đúng không chị đẹp? Ồ ồ nó đẹp mà nó sang quá chị. Quá đẹp luôn. Chị Hương rồi em chốt màu xanh dây chai cho chị Hương rồi nghe chị Hương yêu ơi, chị Hương yêu. Eo 90 mà xem xe 3 ý này là ok. Rồi em đang mặc đẹp mà sang nữa mấy chị. Và eo 90 đổ lại chị cãi ơi, chị cãi mà không vừa chị cãi. Eo 90 đổ lại nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Giá chị có là 540.000 đồng một cái đầm em đang mặc bao đẹp cho mấy chị. Có 5 màu. Em đang mặc em có 5 màu luôn. Màu đỏ đô, màu đỏ rượu, màu xanh đen, màu đen và màu xanh rêu. Đó, em đang mặc là em có 5 màu cho mấy chị đẹp. Eo 100. Mẫu này chị cãi mà không vừa. Mẫu này eo chị có 90 đổ lại hả chị cãi? Rồi vừa. Xe mấy? Xe 4 hả? Chị Hồng ơi, chị Hồng xe 4 em về đủ màu cho chị Hồng luôn. Chị Hồng là phái màu đen nè. Chị Hồng là thích màu đen. Giá 320.000 đồng một cái hả chị Hồng? Vậy đẹp lắm chị Hồng.
có đủ màu cho chị Hồng luôn, màu xanh coban nè, màu trắng nè, màu đen nè, màu xanh dây chai nè, màu da nè. Đó, cái chị Hồng yêu á, chị Hồng yêu. Ok chị Kim Hồ, em đang mặc eo 83 chốt cho chị Kim Hồ màu đỏ đúng không chị? Đỏ size 2 vậy? Đỏ size 2. Hà nó không phải đâu, nó cây ở đó là cây đó, là cây nguyên cây khác của anh ta. Body màu size L đi chị, bao nhiêu ký chị? Chị cho em số ký chị vào đi. Hello chị đẹp yêu. Bóp nó hả, màu gì? Màu vừa mới lấy kỳ rồi hả? Đầu hả? Đầu nâu mai lấy giùm em đi. Ở đây bây giờ có đầu đen thôi, không còn đầu nâu. Nâu em còn mình đẹp lắm kìa, bữa hổm lấy đầu rồi đây lấy mình đi. Lấy một thằng lấy cho thằng con nó nghĩ lên. À lấy cái thằng con hả? Con nó đòi hả? Anh em lật cái bóp kia ra lại anh để nó gãy anh. Ừ. Còn hả? Mai đi, ngày mai em giao cho. Để mấy cái mai em giao cho nè. Cái là phải không? Đầu ô kìa, cái mình đâu đẹp chết. Chị chụp chị hỏi con chị coi. Nó cái mình đó, nằm ngay cái mình đó luôn đẹp. Đi không được, mai em lên giao đổi. Nó được thì ok, mình hỏi nó em cho lấy thôi. Không, nếu như mà con trai á là nó không chịu xài mình đâu, xài đầu nhìn nó trẻ. Còn mà như chồng của chị thì lấy mình được, tại vì mình là mấy người lớn tuổi là xài ok. Trẻ trẻ nó thái đầu nó màu đen. Bây giờ em còn đầu đen rồi được không? Thích cái này luôn, đầu như của bố. Đầu như của bố. Đầu còn đen. Em hết đầu nâu á, đầu nâu mai mới có. Mai vô đó để lý ra mình lên em điện thoại chị lấy giùm em. Được không? Ngày mai em giao tới đại lý ra Bình Minh cho chị, giao tới nhà luôn. Nhà chị sát bên mà. Sát bên hả? Rồi mà em sát bên luôn. Lô, cái giờ chị đón em. Mà đi đâu mà được? Trời ơi, nhà em chạy lên đó sát bên, em hẻm 7 chạy lên đó sát bên. Nhà em ngay hẻm 7 đó. Chị ở Dương Mận đúng không? Trời. Chị ở hẻm 1 rồi phải không? Hẻm Dương Mận là hẻm 1. Ừ. Thì chị cứ lấy về đi 2 triệu thì chị chuyển khoản cho. Còn mấy ngày mai em ra em đổi cho. Trời ơi, người ta bao mà lo gì? Xài đi, có hư gửi là em làm miễn phí. Không có hư đâu, trời ơi. Có thiệt lòng luôn. Em 101 dạ không, mẫu hàng này em 101 không vừa. Ờ cái đấy hôm qua chị lấy hai cái rồi. Vậy vậy hãy chị Hồng. Để cầm cái này về mà nó ưng. Dạ, thì, ok. Mà lấy mà không ưng thì chuyển khoản cho muốn ưng mà. Dạ, nha. Dạ. Mai xuống có đổi cho khỏi thì đi mất. Chị lấy cái bóp nữ chị xài luôn đi. Mua gì cho ông xã không? Chưa xài cái nào chưa? Tiền cứ gọi chứ không. Đi đám cưới đám tiệc rồi cầm cho nó sang. Mua cái bóp này về á. Mua cái bóp này phong thủy về tự động tiền nó vô quá rồi vô. Tiền thì cũng đến tháng cái từng nó lương nó vào. Biết đâu được vô mánh rồi. Làm gì có mánh gì mà vô. Cứ đến tháng cũng cả từng đó. Đến tháng cũng được cái từng là mánh nó thè. Không phong thủy nó cũng vào mà phong thủy nó cũng vào. Thì thư ký nó lộn lộn bắn tiền vô. Ôi mẹ kỳ lắm, có bệnh dữ à. Dạ ok chị Hồng, tại vì mẫu chị Hồng mà đặt 320 ngày hôm qua ông Mai em nghe máy nói mà em không biết chị đặt mẫu nào. Cái body là em có về nè, xài em cũng có về nữa. Xài cũng có về. Bởi người ta để nguyên cây vậy đó là biết nguyên cây đó là một mẫu nó đủ size quá ha, đừng đụng. Không phải cái hàng này hàng. Đó. À. Đâu còn cá. Đi cái nào thiếu gì cái nào. Có nè. 57 kg hay chị? Chị 57 kg, chị cao mấy mấy chị đẹp ơi chị đẹp.
Chị Nha Hoàng ơi, chị lộn, chị Nha Hồng, mình 57kg, mình cao mấy mấy, chị em có 50kg mà đang mặc size 1 với chị. Cái 550 đính đá ở trên cổ. Ồ, mũn nó hết chị, mũn 550 đính đá trên cổ hết. Đo thử gì? Đo coi có sai chị. Chủ yếu đo cái ngực thôi. Chủ yếu đo cái ngực. Sai to nhất. Cao mấy 57, 57 ký, eo 75 luôn chị, eo 75 mặc cho em size 1 vừa. Eo 75 mặc cho em size 1 vừa nghe chị. Chữ có ngực á. Ồ, em đang mặc đẹp đó nè chị chính sĩ yêu ơi, chị chính sĩ yêu. Rồi, chấm mốt luôn, lên. Trong giấy tôi cho bớt luôn. Em đang mặc đẹp lắm này chị chính sĩ ơi. Chị chính sĩ mình bao nhiêu ký chị? Chị cho em xin số ký chiều cao đi chị đẹp trong bớt em. Mấy miếng giấy em chậm mới mới này. Đầm em đang mặc giá của nó là 540 ngàn đồng một cái. Đó, hàng thiết kế cao cấp bao đẹp cho mấy chị luôn. Đá này là đá kết cái chị, kết đá và kết kim sa. Đó, kết đá và kết kim sa cho mấy chị đẹp yêu. Cực kỳ xinh lung linh luôn. Giá của nó là 540 ngàn đồng một cái đó, cho mấy nhét cho mấy. Và em đang mặc vải thun chị, vải thun với chị có độ co giãn mà thoải mái. Em đang mặc vải thun nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Vải thun có độ co giãn cho mấy chị đẹp. Mặc màu đen đi Hoa. Ok, mặc màu đen liền. Màu đen luôn hết luôn ta. Tao đưa đưa em đang mặc đen vô cho mặc lên cho mấy chị xem thôi. Đen đẹp. Nãy mới chốt hàng rồi lấy đi cho mấy chị con. Chị chính sĩ á, mình cho em xin số eo đi chị chính sĩ á, hoặc cho em xin số ký chiều cao đi chị. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, bao đẹp mà bao sang. Sang lắm chị, giá của nó chỉ có là 540 ngàn đồng một cái, màu nào cũng đẹp hết trơn. Nó có 5 màu. Màu đỏ đô, màu đỏ rượu, màu xanh rêu, màu xanh đen và màu đen. Đã đang mặc màu này là màu đỏ đô. Đó, có size cho mấy chị đẹp, eo 85 mặc cho em size 2 vừa. Eo 85 là chị chính sĩ mặc cho em size 2 mà là ok nha chị. Đám đang mặc đen. Ôi nó sang chị. Cái tay nhí nhí này nè mấy chị mặc lên nhìn nó trẻ trung mà đẹp gì đâu. Đó, trời ơi nó sang gì đâu chị ơi, nó quá trời đẹp luôn chị. Không chơi vào đâu được. Rồi em đang mặc màu đen nha chị Giang yêu á, chị Giang yêu đen đẹp nè chị Giang, lấy đi chị Giang. Dễ thương quá trời đẹp luôn chị. Rất là sang, em đang mặc size 1. Chị chính sĩ mặc cho em size 2 vừa, chị Giang mặc cho em size 2 luôn. Đó, chịu nào mình lấy size nào mình khởi lộn, lấy màu nào comment lên giúp em chốt cho mấy chị đẹp. Đó, em đang mặc. Dễ thương cực kỳ xinh lung linh luôn chị. Rồi chốt màu đen size 2 cho chị Nguyễn Giang giùm em. Đó, quá xinh mà quá sang luôn chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Dạ hội.
đồng mặt kem size 2 vừa ấy, chị chính sĩ ơi. Em 85 là mặt kem size 2 vừa nghe chị. Đó, em đang mặc là nó có 5 màu. Màu đỏ đô, màu xanh đen, màu xanh riêu và màu đỏ rượu. Và màu đỏ rượu chị. Đấy chị chính sĩ thích màu nào mình comment màu lên giúp em chốt cho mình nghe chị đẹp. Giá của nó là 540.000 đồng một cái, em đang mặc màu đen. Em đang mặc màu này là màu đen, size em đang mặc là size 1. Em đang mặc từ size 1 tới size 3. Từ size 1 tới size 3, mẫu này em mặc dài tới mắt cá đó mấy chị. Mẫu này là em mặc dài tới mắt cá nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Đó mà em đang mặc màu xanh riêu nè. Đỏ rượu size 2 còn không? Rồi để em đặt hàng về cho chị đẹp. Để em lấy về. Đỏ rượu size 2 chốt cho chị Nguyễn Văn cái đỏ rượu nữa nha chị Văn đẹp lắm. Chị Giang lấy một cái đen và một cái đỏ rượu nghe chị Giang yêu ấy, chị Giang yêu em lấy về em chốt cho đẹp quá đẹp. Nó đang đóng hàng lên cho em nữa nè. Đó đẹp xinh lung linh luôn. Quá đẹp, nó gửi hàng lên cho em chưa có đủ mấy chị. Đó chưa có đủ của em. Rồi em đang mặc màu này là màu xanh riêu nha mấy chị. Xanh riêu. Đỏ rượu, ok chị Phan Thuận, đỏ rượu size 2. Giá 540. Ok chị đẹp yêu. Em đang mặc là size 1, size 2 và size 3. Từ 45kg tới 70kg mặc vừa, eo 90 đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc ok, eo 100 là không vừa. Eo 90 đổ lại thôi nha mấy chị. Quá đẹp xuất sắc không mấy chị. Em đang mặc màu xanh riêu. Xanh riêu, đỏ đô, đen, xanh đen. Đó, và đỏ rượu và đó này. Đỏ rượu nè. Đỏ đô nè. Màu đen nè. Màu xanh đen và màu xanh riêu. Có 5 màu cho mấy chị. Rồi em qua mẫu cho mấy chị đẹp luôn. Rồi em qua mẫu luôn nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Giá của nó chỉ có là 540.000 đồng một cái đầm em đang mặc thôi mấy chị. Quá đẹp xuất sắc. Chị chính sĩ á, mình có lấy không chị chính sĩ yêu ơi, chị chính sĩ yêu. Chị lấy màu nào không chị đẹp? Lấy màu nào về hàng về ngày mà em chốt cho mình nghe chị. Quá đẹp, quá sang luôn. Mấy mẫu này mấy chị mặc lên rất là sang mà rất là trẻ. Đó, trẻ trung mà nó đẹp mà nó sang luôn mấy chị. Đây mặc lên xanh đen cho mấy chị xem nè. Màu xanh đen, màu xanh riêu, màu đen, màu đỏ đô và màu đỏ rượu. Giá của nó chỉ có là 540.000 đồng một cái em đang mặc. Vải phun có độ co giãn nha mấy chị đẹp, mặc rất là thoải mái. Hàng đâu mặc là hàng thiết kế cao cấp luôn. Rồi màu xanh đen đó, thì nào thích em đang mặc comment lên giúp em là lấy màu xanh đen giùm em. Em nói thật lòng quá đậm này mấy chị, mặc nó đẹp lắm. Em đang mặc là nó muốn dài tới mắt cá của em rồi nè mấy chị. Đó mấy chị thấy không, nó dài muốn tới mắt cá của em rồi đó, rất rất là sang luôn. Bao đẹp mà bao sang nha mấy chị. Rồi em qua mẫu luôn nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Em qua mẫu cho mấy chị đẹp luôn. Đó chị chính sĩ mình lấy màu nào mình comment màu lên giúp em chốt cho mình nghe chị đẹp. Giá của nó chỉ có là 540.000 đồng một cái mẫu em đang mặc. Đang lên dạ hội này em mới về đẹp lắm. Dạ hội hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Em đang mặc nó có màu đen và nó có màu đỏ. Màu đen và màu đỏ, đỏ này là đỏ đỏ ớt đó mấy chị, đỏ ớt. Đỏ có đen và có đỏ ớt cho mấy chị. Để mặc màu đen lên cho chị Hồng. Chị Hồng thích màu đen.
dạ hội. Dạ hội, dạ hội mới về mấy chị. Bao đẹp mà bao xinh luôn. Giá của nó chỉ có là 590.000 đồng một cái. Dạ hội em đang mặc cho mấy chị đẹp. Mẫu này nó có xẻ đùi. Mấy chị không thích xẻ đùi về, mấy chị may bít lại, bớt lại cho em cũng được. Rồi em đang mặc là dạ hội, hàng thiết kế cao cấp, giá chỉ có 590.000 đồng một cái cho mấy chị thôi mấy chị. Bao đẹp mà em bao sang luôn. Đó, không đẹp, không sang là không biết tiền, có xẻ đùi cho mấy chị đẹp. Em đang mặc em có size 2 cho chị Hồng luôn á, chị Hồng yêu ơi, chị Hồng yêu. Giá 590.000 đồng một cái mấy chị. Cái phông đầm là mặc lên nó sang cực kỳ luôn, không chê vào đâu được mấy chị. Rất rất là đẹp. Quá đẹp, quá xinh luôn. Dạ không, đầm eo 101 em không còn nghe chị. Đầm eo 101 là em không còn nghe chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Màu nào cũng đẹp hết trơn á chị sĩ yêu ơi, chị sĩ yêu, quan trọng là chị thích màu nào thôi. Đầm em đang mặc em có màu đỏ và em có màu đen cho mấy chị đẹp. Giá của nó chỉ có 590.000 đồng một cái dạ hội. Hàng thiết kế cao cấp bao đẹp cho mấy chị luôn. Đó, có xẻ đùi ở phía trước cho mấy chị. Chị nào mình không thích xẻ đùi mình mai đặt bít lại cho em cũng được. Rất rất là sang mấy chị. Ờ, chị thích body ngắn dạ ok chị Hồng yêu. Ờ, em đang mặc đẹp quá đẹp mấy chị. Dạ hội, dạ hội, hàng thiết kế và em đang mặc vải thun. Và em đang mặc là vải thun nha mấy chị. Ờ, chị Mỹ Duyên ơi, nhân viên em điện thoại chốt hàng cho chị đẹp số 764 luôn á chị, kết bạn với Zalo với nhân viên em giùm nha chị đẹp yêu á, chị đẹp yêu. Số điện thoại của nhân viên em chốt hàng á chị 0987632764, chị kết bạn Zalo số điện thoại đó với nhân viên em cho nó chụp gửi qua cho mình giùm em nha chị đẹp. Rồi em đang mặc nha mấy chị, em có size to cho mấy chị đẹp yêu, 60 mấy ký đổ lại luôn mấy chị sẽ mặc vừa. Giá của nó là 590.000 đồng một cái. Đầm dạ hội vải thun em đang mặc. Nghe chị đẹp ơi, chị đẹp, chị kết bạn Zalo với nhân viên em giùm nghe chị đẹp, kêu nhân viên em chụp gửi cho mấy chị đẹp xem, chứ em không có gửi mấy chị. Đó, tại vì nó chốt hàng nó mới biết của mấy chị, nó mới chụp được. Mấy chị lưu số điện thoại của Mai chốt hàng lại cho mấy chị đi. Đó, mỗi lần mà mấy chị chốt hàng á, hoặc là mấy chị muốn kiếm gì mấy chị điện thoại Zalo đỡ tốt tiền. Hoặc là mấy chị muốn xem lại mẫu, xem lại màu nào của mấy chị á, kêu máy gửi cho. Rồi body mới về cho mấy chị đẹp, mẫu này đẹp quá mấy chị. Mẫu body này mới về đẹp xinh lung linh luôn nè. Chúng ta coi size nó nhiêu mới được. Dạ đúng rồi chị, đầm nó màu nào cũng đẹp hết trơn á chị. Mẫu em đang mặc mấy chị mặc lên hơi bị đẹp luôn.
Body em đang mặc size này mấy chị đẹp yêu là tầm khoảng 60-62kg đổ lại cho em luôn, mấy chị sẽ mặc vừa. Size này tầm khoảng 60-62kg đổ lại nha mấy chị. Mẫu này mặc lên rất là dễ thương. Đó, quá đẹp, xuất sắc cho mấy chị đẹp luôn. Ở bên hông eo nó có kết hoa cho mấy chị. Mẫu này mặc sang quá trời luôn mấy chị, quá đẹp. Mới về. Đó, mẫu body em đang mặc là em có màu vàng, em có màu cam đất, em có màu đỏ đô, màu xanh cổ dịch và màu đen cho mấy chị đẹp. Giá của nó chỉ có là 340.000 đồng một cái. Em đang mặc bóc dùng cái dây dây thước. Em đang mặc em có vàng cho mấy chị đẹp nữa nè. Màu đỏ đô, màu cam đất, màu xanh cổ dịch, màu đen. Giá 590. Ghi chưa? Đưa đây. Ghi cái hai cái giữa chưa? 90, 590 đúng không? Dạ không, em đâu mà không có sai chị Phượng Hằng nghe chị đẹp. Sai này tầm khoảng 60, 60 mấy ký đổ lại thôi mấy chị. Eo tầm khoảng 84 đổ lại cho em mặc ok. Eo 84 đổ lại. Ngực tầm khoảng 100. Ngực tầm khoảng 100, eo tầm khoảng 84 đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc vừa. Màu đen này, size này nó không có về size chị Hồng. Mà chị Hồng ơi, này nó chỉ có size size L với size 1 mà chị Hồng. Size 1 lớn nhất rồi chị Hồng. Ngực được có 100 mà chị. Eo tầm khoảng 84, ngực 100. Em đang mặc eo 84 đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc vừa nha mấy chị. Giá của nó chỉ có 340.000 đồng một cái. Mẫu em đang mặc cho mấy chị. Mấy mẫu này mặc lên đẹp. Nhìn nó lạ lạ mấy chị. Nhìn nó hay hay. Đó mấy chị thấy dễ thương ghê chưa nè. Vải em đang mặc vải này là vải khung nha mấy chị. Vải khung đẹp lắm. Em có màu vàng nè, màu xanh cổ dịch nè, màu đỏ đô nè, màu cam đất nè, màu đen. Đó, và màu em đang mặc màu này là màu gạch. Đó, màu nào cũng đẹp mà cũng xinh. Giá có 340.000, mẫu này đẹp thiệt. Mẫu này tầm khoảng 60-62kg đổ lại cho em mấy chị sẽ mặc vừa. Tầm khoảng 60-62kg đổ lại cho em mấy chị mới mặc vừa nha mấy chị. Đó, quá đẹp xuất sắc cho mấy chị luôn. Mấy chị ơi, mấy chị mình đang xem livestream, mấy chị cho em xin mỗi người một cái chấm cho mấy chị đẹp kéo xuống giùm đi. Quá trời xem. Em đang mặc size 1 là em mặc nó hơi rộng. Cái size này tao phải từ 50 mấy ký đến 62 ký mấy chị mới mặc ok. Màu nào cũng đẹp. Màu nào cũng đẹp và màu nào cũng sang. Ồ, lên cho em cây bo, cây xòe hàng thiết kế giá 450 đi. Mà nãy còn size to đúng không? Cái xòe hàng 450 đi. Bốn trăm rưỡi chưa like á, hàng xè nãy ông đem lên chưa like luôn á. Đẹp quá mấy chị, mẫu này mặc lên cưng ghê luôn, nhìn tự tội như người Thái vậy đó. Mẫu này mặc lên nhìn mình giống người Thái Lan á mấy chị, đẹp quá đẹp. Thái Lan mặc hay vậy nè. Ồ, nó sang gì đâu luôn. Em đang mặc size này 60 mấy ký đổ lại nha mấy chị. Từ 50 mấy ký đến 60 mấy ký mấy chị sẽ mặc được. Giá 340.000. Bao rẻ mà em bao đẹp. Chị Vũ. Ừ, đưa hàng đến nay cho chưa nay. Đó mấy chị, quá trời xinh luôn. Mấy mẫu này mấy chị mặc lên sang thiệt. Đang mặc nó có màu vàng, màu cam đất, màu đỏ đô, màu xanh cổ dịch, màu đen và màu gạch. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Rồi qua cho mấy chị đẹp.
để em lên dạ hội, ý lộn em lên hàng body thiết kế xè có size to cho mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị mình đang xem livestream, mấy chị cho em xin mỗi người một cái chấm nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu cho một thôi. Cho một còn mấy cái. Mặt xanh coi, đẹp lắm á, chị lấy đi chị Phan thử sao rồi. Không đẹp là không lấy tiền luôn. Nói thiệt là không thể đẹp. Mẫu này mặc lên nó lạ lạ. Nhìn nó sang sang. Tám đang mặc màu xanh size của chị nè. Kéo lên đi. Eo 84 đổ lại cho em, mấy chị sẽ mặc đẹp. Tám đang mặc màu xanh của dịch này chị, đẹp ghê chưa. Bên hồng eo có kết quá hoa. Và em đang mặc vải thun có độ co giãn cho mấy chị đẹp luôn đó. Mặc sang ghê chưa, mẫu này mặc em nói thiệt lòng, mẫu này mới ra luôn á, mặc không bao giờ đụng hàng, quá đẹp luôn, xinh lung linh luôn đó. Chị lấy có lấy màu xanh em đang mặc không chị? Màu xanh em đang mặc là chịu mặc ok, đẹp quá đẹp. Trang Nhung ơi, mình bao nhiêu ký vậy chị? Trang Nhung ơi, mình bao nhiêu ký chị đẹp ơi, chị đẹp. Rồi em đang mặc màu này là màu xanh cổ dịch nha chị. Đó, màu xanh cổ dịch. Không, mẫu này 84 à. Chị mặc hơi ơ bị ơm à. Mẫu này chắc eo 80 đổ lại à. Mẫu này eo 80 đổ lại thôi, eo 80 82 à. Vậy cái mẫu này nhỏ thôi. Mẫu này eo khoảng 80 82 à chị, eo 84 chị thử cái mặt hơi hơi rộng à. Hơi chặt chứ lục. Mẫu Thái Lan. Màu xanh size 2 để em hỏi nó coi còn. Mẫu này em hứa size của mình á chị thưởng yêu ơi, chị thưởng yêu. Size này chị thưởng mặt chật. Để em hỏi coi dưới nó còn không còn em lấy lên cho mình. Nghe chị đẹp. Ở Ấn Độ, ở Thái Lan gì vậy? Ở Thái Lan. Giá 3.24. Để coi coi sao nó không đóng lên size 2 mới nhỉ. Đây nó size 1. Chị Phan Thuận ơi, mẫu này em sợ hết size của mình đó chị Phan Thuận ơi. Mẫu này là không còn size của chị Phan Thuận đó chị Thuận yêu ơi, chị Thuận yêu. Mẫu này ở đây chị Thuận không vừa đó chị, không vừa nghe chị đẹp. Đầm tím em vừa không? 60kg cao 1m mấy em mình bao nhiêu chị Anh Nhung ơi? 60kg cao 1m mấy heo mình bao nhiêu chị đẹp? Chị Phan Thưởng ơi, mẫu này ở đây là em không còn size của mình nha chị đẹp. Em không còn size của chị. Muốn mày bồi được tắm hả?
rồi sao? Cho mấy nước uống nhỉ. Eo 82 hả chị? Eo 82 đầm đó size 2 mặc vừa chị. Giá 300.000 đồng cái. Tụi em ăn uống thất thường lắm mấy chị, nó thiệt lòng luôn á. Giờ là mới ăn trưa nè, chồng em mới ăn trưa nè. Tại chị biết không? Về hàng về đó chị, cái lo kiểm tra hàng rồi lo chốt hàng rồi cho mấy chị đẹp. Mấy chị thấy ăn cay không? Ăn cà hủ mà đó, hủ qua kho tiêu đậu lửa xào ăn chay, cà hủ kho đậu bắp xào. Ok chị Đào Thu Hào lấy đen em đang mặc, em chốt cho chị đẹp. Em nói thiệt chứ mấy chị, giờ là chồng em mới ăn trưa đó, em cũng chưa ăn luôn á. Nhưng mà tại vì nhiều khi em uống nước á mấy chị, em uống nước nhiều em cũng không có đói. Eo 82 mẫu mannequin là mặc size 2 vừa chị, em có 6 màu á chị. Ok chốt, đen em đang mặc cho chị Đào Thu Hằng rồi nè. Em đang mặc hả chị, nhiều màu lắm. Em đang mặc nhiều màu lắm chị. Cái mẫu này sợ nó không có size của mình á chị. Tại mẫu này chắc sợ nó có size L với size 1 á. Tại vì hàng thường thường em lấy là em chỉ lấy size to à, chứ size nhỏ mới có lấy lắm. Mà nó đóng lên cho em size 1 là em biết là nó ở dưới chắc nó sẽ có size L và size 1. Cây lên màu cho chị đẹp yêu. Màu đỏ đô. Nó mai đi đơn liền. Chị Ngọc Trương. Ok, để chút bên em điện thoại các bạn. Dạ, lát máy điện thoại đi hàng cho chị đẹp. Ăn chay mấy chị. Ăn chay cho nó bớt sợi. Nó nói ăn chay không phải là hiền, ăn chay cho đỡ tốn tiền mà thôi mấy chị. Đó em đang mặc nè, màu đỏ đô, màu cam đất, màu vàng, màu xanh cổ dịch, màu gì nữa ta. Đó em đang mặc là màu đỏ đô mấy chị, đẹp quá đẹp. Đen chốt rồi, đen gì nữa. Có ra đặt gì cho nhiều luôn. Cái gì vậy? Trưởng ra. Thấy luôn hả? Chừa rau luôn, con chừa rau cho. Mặn chát luôn. Mặn gì mà vậy, mặn gì? Mặn chết. Có canh chua lẹ hết, chưa hết canh chua. Mặn chát à. Tét nước luôn. Mặn gì vậy, mặn gì? Trừ đồ ăn không có miếng cơm vậy. Còn miếng ăn đi. Không ăn đi. Tôi ăn đậu que thôi, ông ăn mấy cái mặn hết đi. Tôi ăn cái nào lạc lạc. Tôi ăn mặn. Em đang mặc cái chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Đó em đang mặc là em có màu xanh củ dịch này chị, màu xanh củ dịch. Màu gì vậy? Màu da. Màu xanh củ dịch. Màu da. Màu vàng, màu cam đất và em đang mặc màu đỏ đô. Đó chị An Nhiên ơi, mình lấy màu nào chị đẹp? Trời ơi, cái mẫu này đẹp lắm chị An Nhiên, mà không mua là cực kỳ tiếc luôn á. Bao rẻ mà em bao đẹp. Không rẻ không đẹp không lấy tiền. Đó ở, ở nhà em ít có nấu cơm, mấy chị làm biến nấu lắm, nhiều không có thời gian nữa. Đó nhà là ăn cơm hộp hoặc ăn cơm tiệm.
chị em mua trong Mai hộp cơm, hai chồng em cũng hộp cơm. Đậu kho. Mấy vậy tàu hủ không? Em nói thiệt, mẹ mang tay mà mang tàu hủ nè. Không phải thịt đâu. Tàu hủ. Em trai không phải là hiền, em trai gì không có tiền người ơi. Bán nhiêu mập em đang mặc giá 340.000 chị, đẹp lắm, mẫu mới luôn á, bao cho chị luôn, không đẹp không mấy tiền, bịch bự không, bịch bự bằng giống kia không. Chiều nay xuống sớm rồi. Mua đồ ăn gì cho Dũng. Mua cái gì á? Cái đồng á. Ngộ lắm. Sáng chua rồi vợ chồng em ít ăn lắm. Lát mẹ em like xong đó, nhiều khi like xong cái ăn tầm bậy tầm bạ trên like, ăn này ăn kia mấy chị đó, cái đậu đói đâu, cái là tối phải ăn, tối nhất là tối phải ăn, tối ăn đêm đó, tối vợ chồng đi ăn, nhà em là y như sống về đêm vậy đó. Hấp sạch tô luôn mấy chị, đói á. Đói á mấy chị. Ok, chốt màu cam đất cho chị đẹp yêu. Eo 84. Đây để em đo cho chị. Hả? Đâu đâu đưa đưa với nước ra đo thử cái gì không? Không, nãy cái màu xanh kia không vừa. Ok, cái này vừa nè. Cái này mới vừa, cái màu xanh, chị lấy màu xanh mà đâu có xanh sai chị đâu. Tùy theo mẫu á, tùy theo nó mai á. Em đo thử cái màu da rồi vừa, hỏi chị hết màu da, cái màu xanh. Tại vì nó thường thường nó đóng lên cho em là lúc nào cũng vậy, em kêu gửi hàng là gửi size to nhất cho em không, size nhỏ là em không có lấy. Ồ, cái này ok, cái này giữ sức này. Ok, chốt cam đất cho chị đẹp. Mẫu này cũng vừa, xanh này cũng vừa, xanh này cũng vừa, xanh này cũng vừa. 08 0814 hả chị? Chị trao lại số điện thoại gì? Chị Phan Thưởng ơi, màu khác được không chị Phan Thưởng ơi? Đây để em đo cho chị Phan Thưởng ở đây nè, màu nào vừa em chốt cho chị đẹp yêu nè. Đây màu này vừa nè chị Thưởng. Màu gạch này chị Phan Thưởng mặc vừa nè chị. Màu này eo 84 cho chị mặc ok. Đó, màu gạch eo 84. Màu gạch nha chị, eo 84. Để em đo thử, để em đo màu vàng kia ta. Sao này em 80 rồi.
cái màu vàng á chị, màu vàng mà chị thích mặc ôm, chị mặc cũng vừa đó nè. Màu vàng là nó hơi ôm, eo 84 mặc hơi ôm cho chị đẹp, màu vàng cũng đẹp quá xinh luôn chị. Có đính đá body không? Không đính đá body bữa nay không có chị, bữa nay em có áo, bữa nay em có áo đẹp lắm nè. Không màu xanh của dịch eo 86 không vừa chị. Xanh của dịch eo 86 không vừa nha chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Rồi màu vàng eo 82, 83 đổ lại cho em màu xanh eo 82 chứ đột eo 82 đổ lại. Em chỉ có màu da là chị thưởng mặt dừa. Ô màu đỏ này nè chị đỡ vô chút. Đỏ này eo 84 luôn nè. Đỡ em đâu mặc eo 84, 85 luôn mặc vừa. Quá đẹp luôn, giá của nó là 340.000 đồng một cái. Mẫu em đang mặc cho mấy chị, rồi em qua mẫu luôn nè. Chị An Nhiên ơi, em có đầm body giá 320, size của chị An Nhiên đẹp lắm luôn. Em mới về. Ồ áo rồi, tao đính đá rồi ta. Coi để lấy cho. Áo với cái bụng. Áo này đẹp nè chị học. Giá của nó em sale cho chị đẹp giá 300.000 đồng cái. Áo đính đá em đang mặc. Mặc giá của nó là 300k một cái nha chị. Sam đang mặc 60 mấy ký luôn, mấy chị sẽ mặc cho em là ok. Cực kỳ đẹp, em đang sale giá chị có là 300.000 đồng một cái áo em đang mặc nha mấy chị đẹp. Em đang mặc em có màu xanh nữa nè, màu xanh mẫu khác. Giá em đang sale 300.000. Áo đính đá giùm em. Đó, màu xanh em sale cho mấy chị đẹp luôn, giá 300 luôn. Em còn một cái xanh, em còn một cái tím và em còn một cái đen. Giá em đang sale áo này là chỉ có 300k một cái thôi mấy chị. Quá đẹp xinh lung linh luôn. Quần em đang mặc sale cho mấy chị đẹp yêu giá 400k một cái. Quần ngày này chị Hồng mặc cũng vừa nữa nè. Em đang mặc là nó rộng nè, eo này tầm khoảng 85, 86 luôn mấy chị mặc cho em là ok. Tại quần này nó còn tới size 2XL. Áo em đang mặc cũng size 2XL luôn mấy chị. Rồi áo em đang mặc sale cho mấy chị đẹp yêu giá 300.000 đồng một cái. Còn quần em đang mặc sale cho mấy chị đẹp giá 400.000 đồng một cái. Đó, dễ thương cực kỳ đẹp. Sale nha mấy chị. Quần này là dạng như quần ống bát cho mấy chị đẹp. Đó, em đang mặc ngay chị đẹp yêu ơi, chị đẹp yêu. Dễ thương cực kỳ xinh lung linh luôn. Ủa đầm màu đen mình còn không? Màu đen em hết rồi chị An Nhiên ơi. Màu đen em hết rồi chị đẹp. Áo đen vừa không vừa chị Trần Yến, áo xanh vừa luôn á chị Yến yêu ơi, chị yêu. Áo xanh chị Yến vừa luôn, áo đen chị yêu cũng vừa. Em đang mặc sale, tại size này size tới 2XL lận chứ em lại mặc chỉ có size 1 hoặc size L. Size này size to mấy chị.
Áo đen em đang mặc là chị Phan Thủ mặc vừa, giá em đang sale 300 ngàn đồng một cái nha chị. Ok chốt cho chị yêu nè. Ok chị Hồng. Đẹp lắm. Bộ này mấy chị mặc lên rất rất là sang. Không đẹp không sang là không lấy tiền. Bao đẹp. Ok vậy chị, em chốt cho chị đẹp nguyên bộ nè. Em chốt cho chị đẹp nguyên bộ rồi nghe chị đẹp, yêu quá chị đẹp yêu. Màu xanh đẹp lắm chị. Chị Phan thưởng cái áo em hết nha chị thưởng yêu quá chị thưởng yêu. Áo em còn màu tím mẫu này và em còn màu xanh. Giá em đang sale cho mấy chị đẹp giá 300 ngàn, áo đẹp lắm. Giá em sale cho mấy chị luôn. Áo này bình thường bán giá 350 một trái mấy chị. Còn quần nó bình thường giá của nó là 450 một cái. Kêu. Áo xanh nha chị. Coi giãn cực kỳ thoải mái, bao cho mấy chị đẹp coi giãn rất rất là mạnh. Và em đang mặc em còn một cái áo xanh và em còn một cái áo tím. Giá đang sale 300k một cái nha mấy chị đẹp. Màu tím, màu tím em còn size 1. Màu xanh em đang mặc em còn size 2, đẹp lắm. Mà hàng này mấy chị thấy là nó coi giãn rất là thoải mái luôn, coi giãn rất là mạnh cho mấy chị đẹp. Dạ ok chị đẹp yêu rồi, chốt áo xanh em đang mặc cho chị Yến nè. Tiếp sức đèn quá trong bớt con tay nhất quá. Đem về mọi người có bỏ một bóp không? Ăn ăn cái trúng trúng cái đụng đụng cái lưỡi hoài. Rồi chốt áo em đang mặc cho chị đẹp. Size 2XL chiến mặc dư sức. Em bao sang luôn. Rồi em còn một cái tím. Em còn một cái tím cà. Chị có đen mới mua bữa hổm. Dạ cảm ơn chị Trần Yến đưa cho em mặc ấy lộn uống miếng nước đi. Áo đẹp không chị Yến yêu ơi, chị Yến yêu mặc lên đẹp không chị? Hàng đó mấy chị mặc lên sang lắm, sang mà đẹp. Đẹp lắm em, dạ em cảm ơn chị. Rồi đầm xòe thiết kế nha mấy chị đẹp yêu ơi, mấy chị đẹp yêu. Rồi đầm body em đã lộn, đầm xòe hàng thiết kế em đang mặc mấy chị. Quá đẹp, quá sang luôn nè. Đó, không đẹp, không sang là không lấy tiền luôn mấy chị đẹp. Giá chỉ có là 450 ngàn đồng một cái mẫu em đang mặc. Ngoài đó còn màu gì nữa? Vậy cho mấy
mấy cái này có đen á. Đen có, đen có. Em đang mặc nha mấy chị đẹp, rất là dễ thương luôn nè. Quá đẹp, xuất sắc luôn mấy chị. Em đang mặc đầm thiết kế xòe. Đó, đầm xòe thiết kế bao đẹp mà bao xinh. Không đẹp không xinh là không biết tiền rồi, nó dễ thương gì đâu luôn mấy chị. Quần cũng đẹp. Dạ em cảm ơn chị yêu. Ồ mấy chị mặc nguyên một bộ cung bờ lê đó lên nhìn mấy chị nó sang gì đâu luôn á. Bao đẹp mẹ em bao sang luôn. Không đẹp không sang là không lấy tiền. Trời ơi nó cực kỳ xinh lung linh luôn mấy chị. Đã em đang cầm dễ thương xinh lung linh luôn. Anh đi còn đen. Bóc cái đen nào. Rồi giỏ sách em đang cầm nha mấy chị đẹp yêu. Mấy chị đẹp yêu. Em còn 3 màu. Màu trắng nè. Màu vàng và màu đen. Máy nó còn 4 cái đen. Còn 4 cái đen. Rồi ví em đang cầm tay cho mấy chị đẹp yêu. Đó màu đen nè mấy chị. Quá sang luôn. Cầm cho em đi đám cưới đám tiệc. Trời nhìn nó y như hình nguyên con công gì đó mấy chị. Đó mấy chị thấy y như hình con công nó xè đuôi nè. Đó mấy chị thấy nó sang ghê chưa. Y như con công nó xè đuôi đây cho mấy chị đẹp. Quá đẹp xuất sắc. Ok lấy cái vỏ vàng cho chị Mai Trần. Dạ ok chị đẹp yêu. Rồi ví em đang cầm giá chị có là 420 ngàn đồng một cái thôi mấy chị. Hàng xịn cao cấp của Quảng Châu. Đó em bao đẹp mẹ em bao sang cho mấy chị đẹp luôn. Màu đen, màu trắng. Đó màu đen, màu trắng và màu vàng giùm em. Còn 3 màu cho mấy chị đẹp. Giá chị có 420 ngàn đồng một cái hả mấy chị. Đó rẻ mà nó đẹp cực kỳ luôn này. Đó màu đen, màu trắng và màu vàng giùm em. Chị nào mình lấy màu nào mình comment lên giúp em cho mấy chị đẹp. Giá chị có là 420 ngàn đồng một cái. Ví cầm tay em đang cầm cho mấy chị thôi. Đó cầm này mấy chị đi đám cưới đám tiệc hồi xu được cho em là hơi bị sang. Mình đi đám cưới đám tiệc phải có cái giỏ sách cầm tay mấy chị nhìn mấy chị nó mới sang. Đó nó mới sang và nó mới đẹp được nha mấy chị. Quá đẹp xuất sắc luôn. Đó không chê vào đâu được mấy chị qua mấy chị. Quá xinh lung linh luôn nè. Ồ nó đẹp gì đâu luôn mấy chị. Bạn nó ghé nhà cái nó lưỡi vàng. Nó làm sao gì? Nó xấu tốt gì nè, chơi khác. Nhỏ đó là hình như nhà ở dưới phường, nó hay chơi mà. Nó tại con chơi không biết, sao biết. Đang làm. Ở màu trắng nó hơi chị đẹp. Chị lấy cái trắng hay lấy cái vàng chị ơi chịu. Rồi ok em bấm cho chị đẹp rồi để máy chốt hàng nó điện thoại cho chị. Nghe chị đẹp ơi chị đẹp. Đó muốn lấy màu trắng màu vàng gì máy chốt cho chị nè. Trắng vàng đẹp. Màu nào cũng đẹp hết trơn á chị. Cái tại cho cái màn nữa. Nó thích không? Nó nghe như này. Hả? Nó lúc đầu thì nó nghe như này lại nó không chịu. Rồi em qua cho mấy chị đẹp nha mấy chị đẹp yêu ơi mấy chị đẹp yêu. Rồi em qua cho mấy chị hai cái luôn ok rồi chốt cho chị cái trắng nữa cái vàng và cái trắng luôn ok chị đẹp. Hello chị Linh Lương, hello chị yêu. Trời ơi đầm em mới về đẹp lắm nè chị Linh Lương. Đầm em mới về đẹp lắm. Chị Linh Lương mặc lên mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Anh đưa cái mẫu 540 nè. Cái mẫu 540 chị Linh Lương mặc mà mẫu đẹp là không lấy tiền nè chị Linh Lương. Phải nói cái mẫu này nó đẹp. Mới về. Giá của nó 540 ngàn.
nó dài luôn, nó dài gần tới gót cho mấy chị đẹp. Phải thun đẹp lắm, để mặc lên cho chị xem. Để mặc lên cho chị đẹp xem, mặc lên là chị mới thích. Rồi đầm em đang mặc, giá của nó là 450.000 đồng một cái nha mấy chị. Rồi nó không cho tên trong nhà nữa, nó đủ luôn. Dụ nữa ha. Dụ cho mấy chị đẹp. Rồi nhỏ tới nhà rồi, nó không có ai gặp luôn. Mẫu này đẹp là chị Linh đương, mẫu này dễ thương lắm. Mẫu này nó dài gần tới gót, à, gần tới mắt cá em luôn. Mẫu này nó dài gần tới mắt cá của em. Mẫu này mấy chị mặc lên sang. Đó thiệt lòng, không có dụ đâu, có thiệt lòng mà. Nhận hàng mà xấu trả lại cho em, còn nhớ mặt đẹp cho em xin hình quảng cáo là gì nè. Em đang cầm với chị. Đó, đang mặc dễ thương ghê chứ. Quá đẹp. Mua nhiều mà chị đem đi không hết. Mua nhiều mà chị đem đi không hết. Đó, dễ thương gì đâu luôn á chị. Quá trời sang luôn nè. Mẫu này mới về đẹp lắm. Chị Linh Lương không mua cái mẫu này là cực kỳ tiếc luôn á chị Linh Lương. Đó, quá đẹp xuất sắc luôn. Giá của nó là 540.000 đồng một cái em đang mặc. Em đang mặc là nó dài tới dưới gần tới mắt cá cho mấy chị đẹp. Chị Út em ơi. Dạ chị đẹp. Đó em đang mặc dễ thương quá trời sang. Đó mấy mẫu này mới về cho nên đẹp, em mới kêu mấy chị đẹp. Quá đẹp. Dễ thương cực kỳ, xinh lung linh luôn. Giá có 540.000 là một cái hả chị? Chị thích có tay hả chị Mai Trần ơi? Thích có tay. Có cái nào bẹp vai không em? Chị bao nhiêu ký vậy? Chị cho em xin số ký chiều cao đi. Vậy em có dây này cho chịu được không? Đẹp thiệt. Đẹp lắm chị, em nói thiệt á. Mẫu này đẹp lắm. Giá nó 540.000 cái. Bởi không đẹp mấy chị dưới em chết luôn. Rồi đầm nhung này em còn mấy cái nè mấy chị. Lấy chị xanh. Ok, màu xanh đen chốt chị Mai Trần vậy. Size 3. Ok, em chốt cho chị Mai Trần size 3 rồi, đẹp lắm chị. Mẫu này em nói thật, em bao đẹp. Không đẹp là không cái gì. Rồi lên đầm nhung, hàng thiết kế cao cấp cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Dám xeo lỗ luôn. 295.000 thôi. Chị bao nhiêu ký vậy chị Trịnh Thanh yêu ơi, chị Trịnh Thanh yêu. Chị đẹp với chị đẹp mình bao nhiêu ký chị? Để em chèn xuống.
cái ba vô không vừa trời dư sức luôn. Chị 70 ký. Lần trước mua cái của em đầm xuất khẩu đẹp lắm. Dạ cảm ơn chị đẹp. Xe ba chị mặc dư sức luôn. Em bao đẹp vậy đó, nó vậy không mà. Nó có đồ coi giãn mà thoải mái. Rồi đầm em đang mặc nha mấy chị đẹp. Đầm nhung dạ hội em đang mặc. Dễ thương cực kỳ, sang mà cực kỳ đẹp cho mấy chị luôn. Không đẹp không sang là không lấy tiền. Cậu ổ nó đẹp mấy chị ơi, cổ đắp chéo mấy chị. Đó, sang chảnh ghê chưa nè. Sai em đang mặc 60 ký, 60 mấy ký đổ lại cho em luôn mấy chị, sẽ mặc luôn 60 ký, 60 mấy ký đổ lại cho em mặc ok nha mấy chị. Giá em đang sale 295.000 đồng một cái. Dạ hội nhung em đang mặc. Ở bên hông nó có xẻ đùi cho mấy chị đẹp. Có ship ly che được khuyết điểm cho mấy chị luôn. Đó, chị nào mà hơi có bụng to to nó sẽ che lại được, không thấy bụng. Trời ơi, nó sang quá mấy chị ơi. Giá đang sale quá rẻ, sale lỗ luôn, xả kho lấy vốn để nhập hàng mới về cho mấy chị. 295.000. Quá rẻ, màu quá đẹp luôn. Em đang mặc lại còn đúng 3 màu. Màu xanh đen, màu tím và màu đỏ đô. Giá đang sale 295.000 đồng một cái đầm thiết kế 7 nhung em đang mặc sườn xám. Đó, rất là đẹp luôn mấy chị. Quá sang. Nếu gì combo đủ thì còn thiếu cái túi kiểu 6 màu này. Vậy đó nhớ đặt nha. Thổi gửi với không kìa. Giống nha. Đó, đẹp quá đẹp chị. Alo, số cái số điện thoại này phải của cái khách chiếc qua không vậy? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi chị. Có đầm 80 ký mà có tài không? 80 ký có tài, eo mình eo bao nhiêu biết không chị? Hả? Eo bao nhiêu mà biết không chị? Không, eo ngoài quá, 100 mấy quá. Không, không. Bây giờ em gì có cái dạ hội. Dạ hội. Giờ có dạ hội xe to. Dạ. Em đang sale quá trời rẻ luôn mấy chị. Em nói thật lòng á mấy chị, không mua đâu được giá em đang bán cho mấy chị. Chị có 295.000. Em đang mặc em còn 3 màu á chị Linh Lương ơi. Em đang mặc em còn 3 màu. Em đang mặc màu xanh đen, màu tím và màu đỏ đô. Em còn đúng 3 màu em xả cho mấy chị đẹp luôn. Giá em đang sale chị có là 295.000 đồng một cái đầm em đang mặc. Dạ hội vải nhung nha mấy chị, sườn xám. Bên hông có xẻ đùi. Đó, xẻ mà mấy chị nào mà mình thấy xẻ cao mình có thể mình may bích lại cho em cũng được. Rất là dễ thương, rất đẹp. Em đang mặc em còn 3 màu á chị Linh Lương, lấy hết 3 màu đi chị đẹp, rất là đẹp. Đang sâu lỗ. Đó, em xả kho để em lấy tiền nhập hàng mới về cho mấy chị. Màu tím, màu xanh đen và màu đỏ đôi chị còn đúng 3 màu duy nhất. Nó thiệt lòng luôn, không còn cái nào nữa trơn. Chị thích em mặc đỏ đô, mặc đỏ lên cho chị đẹp xem luôn. Đẹp lắm. Mẫu này mặc lên nó sẽ che được khuyết điểm nha mấy chị. Ở bên hông nó dung dung, nó có ship ly nè. Mặc lên là nó sẽ che được khuyết điểm này cho mấy chị đẹp. Không có thay mặt, không có thay bụng. Rồi màu tím, màu đỏ và màu xanh đen em đang mặc để mặc lên đỏ cho chị đẹp xem nha. Màu tím, màu xanh đen và màu đỏ. Giá em đang sale 295.000 đồng một cái nha chị. Vải nhung, hàng thiết kế của nhà em. Mấy hàng này là hàng thiết kế của nhà em cho mấy chị đẹp luôn. Không có chỗ khác nào có hết trơn. Kéo xong giùm em.
lấy cái đỏ đó. Em đó mà em toàn ba màu với chị. Em đang mặc màu đỏ đô này. Đẹp lắm, mặc lên là che được khuyết điểm cho mấy chị đẹp luôn. Đỏ đô xanh đen và tím em đang mặc, giá đang sale 295.000, bao rẻ mà em bao đẹp cho mấy chị luôn. Rồi em đang mặc, em còn ba màu nha mấy chị. Em đang mặc là em còn ba màu, ok chốt xanh đen cho chị đẹp. Rồi em chốt xanh đen cho chị Linh Lương rồi mấy chị đẹp yêu, với chị đẹp yêu. Đó màu tím cho mấy chị, tím cũng đẹp lắm. Đó màu tím này là màu tím than đi. Đó màu tím than cho mấy chị đẹp luôn, rất là dễ thương. Giá đang sale quá rẻ luôn, chỉ có 295.000 thôi. Đó không rẻ không đẹp là không lấy tiền. Có xe đùi. Rồi em đang mặc em qua cho mấy chị luôn nha mấy chị đẹp yêu, mấy chị đẹp yêu. Em đang mặc em qua mẫu luôn nha mấy chị. Giá sale quá trời rẻ luôn. Chị có